Chương 151, khiêu chiến cuối cùng. 5000 linh trị. Mục Trần bị con số trên tay Lạc Ly khiến cho chấn kinh suýt té, rồi nhìn lại Diệp Khinh Linh bên cạnh. Nàng ta dù cũng đã có ân ký cấp 7, nhưng chỉ có hơn 800 linh trị. Mặc Lĩnh, Vương Thịnh càng thấp hơn, chỉ có khoảng chừng trên dưới 100. Đám thành viên Diệp Bang nhìn thấy con số trên linh trị bài của Lạc Ly, thì trợn mắt sợ hãi than thở, có lẽ là con số cao nhất chỗ này mất rồi. Nàng thật thoát biến thành tiểu phú bà. Mục Trần trêu chọc, Lạc Ly cau có chừng mắt nhìn hắn. "Lão tiên sinh, linh trị này làm sao tăng lên a?" À? Trong đại điện có người lớn tiếng hỏi. Lão nhân tóc trắng cười, trả lời, "Linh trị muốn kiếm cũng không khó, trong Bắc Thương Linh viện các ngươi có thể nhận các loại nhiệm vụ, hoặc đi liệp sát linh thú, nộp tinh phách để đổi lấy, có vài tên lén giao dịch với các đệ tử khác, nói chung những chuyện đó các ngươi cứ vào đến Bắc Thương Linh viện khắc biết." Mục Trần khẽ gật đầu, muốn tăng lên linh trị cũng không khó lắm a, à? khi nào chúng ta có thể tiến vào Bắc Thương Linh viện a? À? Có người gấp gáp hỏi, bọn họ đã rất háo hức muốn nhìn thấy Bắc Thương Linh viện. Vốn dựa vào điều kiện bình thường thì các ngươi đã đủ tư cách. Lão nhân tóc trắng cười nhạt, nói, nhưng vẫn còn một chặng cuối cùng, cửa ải này cũng không phải dành cho mọi người, mà chỉ dành cho những ai có ấn ký cấp 7 trở lên. Hử? Những người có ấn ký cấp 7 trở lên trong đại điện đều giật mình, đưa mắt ngạc nhiên nhìn về lão nhân tóc trắng, còn có cái gì nhằm vào họ? Thực ra cái này cũng không phải là khảo nghiệm bắt buộc, các ngươi có quyền từ bỏ không mất gì cả, nhưng nếu ai có thể thông qua được, thì sẽ đạt thêm 5.000 linh trị mà thôi. Lão nhân tóc trắng cười sang sảng. 5.000 linh trị, đám người ấn ký dưới cấp 7 tỏ ra hâm mộ không ngớt. Không biết là khảo nghiệm gì, một gã có được ấn ký cấp 7 nóng mắt hỏi. Một hồi khiêu chiến mà thôi, chẳng qua đối thủ của các ngươi chính là học trưởng trong linh viện. Lão nhân tóc trắng mỉm cười. Học trưởng, khoái mắt giật giật, mọi người đã cảm thấy bất ổn. Lão nhân tóc trắng vung tay lên, hơn 10 cột sáng hiện ra, Ánh sáng tan đi để lại 10 bóng người xuất hiện từ hư không. Cả 10 người đều có vóc dáng thanh niên, vừa hiện thân liền đưa mắt khinh khỉnh nhìn về đám thiếu niên ngây ngô trong đại điện. "Úi ra, người còn nhiều thế a, à? xem ra Bắc Thương Linh viện chúng ta năm nay sẽ náo nhiệt thêm nhiều đó nha." Một gã thanh niên tóc đỏ cười tủm tỉm nhìn xuống phía dưới. "Đợi hơn nửa ngày mới gọi chúng ta qua đây, hiệu suất làm việc của Bạch lão không được rồi a." À? Một tên thanh niên ốm o nhìn qua lão nhân tóc trắng cười nói. "Bắc Thương giới này mới vừa triệu hoán ra Bắc Thương điện, tốc độ có hơi chậm, thua kém ba tòa Bắc Thương giới kia một chút. Một thanh niên khôi ngô khác với giọng nói u u cất tiếng. Nghe nói ba tòa Bắc Thương giới kia có mấy tên lợi hại đều qua cửa cuối cùng hết rồi, nhưng mà bên này chúng ta có ăn tỷ tọa chấn, có lẽ không bị đột phá đâu nhỉ? Có một người cười nói nhìn về cột sáng chính giữa, một cô gái trang phục đỏ trói mà lạnh lùng, bộ dạng hung dữ, dung mạo tuyệt sắc, khiến kẻ khác chỉ không dám nhìn lâu. Cầm hết đi, cô gái nọ đảo mắt qua đám học trưởng, khẽ quát đám người kia lập tức ngậm miệng không dám náo nhiệt nữa trong đại điện vô số người nhìn vào đám thanh niên sau lưng lão nhân tóc trắng ánh mắt nghiêm trọng bọn họ cảm nhận rõ những người kia bộc phát linh lực cường đại thực lực có lẽ đã sắp xỉ dung thiên cảnh mà cô gái trang phục đỏ chính giữa có vẻ càng đáng sợ mục trần cũng kinh ngạc trước sự xuất hiện của bọn họ thần sắc càng thêm nghiêm túc vì hắn nhận thấy cô gái chính giữa kia chân chính là cường giả dung thiên cảnh trình độ ngang một tầng với liễu kinh sơn an nhiên Ngươi nói khiêu chiến tiếp theo đi." Lão nhân tóc trắng vẫy tay gọi cô gái kia. "Vâng." Cô gái gọi là An Nhiên khẽ gật đầu, đôi mắt lạnh lùng nhìn sang mọi người, đôi môi hé mở, thản nhiên cất tiếng, "Các tân sinh, ta đại diện các học trưởng khóa trên của Bắc Thương Linh viện hoan nghênh, bất quá các ngươi có gia cảnh thế lực như thế nào, gia nhập Bắc Thương Linh viện tốt nhất phải thành thật an phận. Trong này thực lực vi tôn, không bản lĩnh mà chỉ dựa vào thế lực sau lưng cũng không ai giúp được ngươi. Khiêu chiến cuối cùng này, Phàm là những ai có ấn ký cấp 7 đều có tư cách khiêu chiến chúng ta, dĩ nhiên các ngươi cũng có thể bỏ cuộc. Phần thưởng khiêu chiến, Bạch lão cũng đã nói rõ. Những người bên cạnh ta cũng không tính là xuất sắc trong Bắc Thương Linh viện, tạm thời tài năng chỉ xếp vào 50 hạng đầu thần phách bảng của linh viện, nhưng với các ngươi ít thì cũng là phiền toái không nhỏ. Thần phách bảng là cái gì? Có người bất giác tò mò. Là bảng xếp hạng thấp nhất của Bắc Thương Linh viện. An Nhiên cười lạnh, không ít người cứng lưỡi, nửa bước tiến vào dung thiên cảnh vậy mà chỉ được xếp hạng ở bảng thấp nhất bắc thương linh viện này an tỷ xin ngươi để cho chúng ta có chút mặt mũi với đám tân sinh đi chớ thần phách bảng đâu có kém cỏi đến vậy người hạng đầu cũng rất lợi hại mà đám thanh niên sau lưng đỏ mặt nhịn không được cũng than thở một đám lại ngu xuẩn thần phách bảng không dám thăng cấp lợi hại lắm sao an nhiên lãnh lùng quét mắt nhìn qua đám người liền rụt cổ cúi đầu không dám ý kiến các ngươi hẳn đã biết khảo nghiệm của bắc thương giới tổng cộng có bốn địa điểm, mà chỗ các ngươi triệu hoán Bắc Thương Điện chậm nhất, có lẽ cũng cho thấy các ngươi kém cỏi nhất. An Nhiên lại nhìn xuống đám thiếu niên ở dưới. Ai nói vậy, chúng ta đã sớm có thể xuất hiện ấn ký cấp 9, chẳng qua có tình huống ngoài ý muốn mà thôi. Chu Linh bất bình cất tiếng, xem ra hắn vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện lạc ly vội vàng đi cứu mục trần, nếu không bọn họ có lẽ là kẻ sớm nhất mở cửa Bắc Thương Điện. Tân sinh, không cần phải giải thích với ta, ta chỉ cần biết kết quả. Nếu muốn chứng minh không phải là kẻ yếu nhất, thì dùng thực lực thay cái miệng đi an nhiên cười khẩy chu linh bĩu môi không tranh chấp với nàng ta thực lực nữ nhân này mạnh hơn hắn không ít ba tòa bắc thương giới kia đều vượt qua cửa khiêu chiến cuối cùng mà bọn họ còn có những vĩ nhân đạt thành tích tốt nhất là đánh bại cả người cuối cùng mạnh nhất trong đám lão sinh trong đại điện không ít người biến sắc nếu xét theo thực lực của cô gái trang phục đỏ này nghĩa là ba tòa bắc thương giới kia người mạnh nhất cũng có thực lực dung thiên cảnh vậy mà cũng bị đánh bại họ là những ai Viêm Vương Viêm Lăng hỏi, hắn cũng là người tâm cao khí ngạo, tự nhiên muốn biết rõ ai lại có thể ưu tú hơn hắn. An Nhiên nhìn qua cộc lốc đáp lời hắn, Băng Thanh, Mộc Khuê và Dương Hoàng. Ba cái tên vừa nói ra, đại điện lại một phen xôn xao, nhất là đám người xuất thân từ linh lộ, ngoại trừ cái tên thứ nhất, thì hai người còn lại đều là cường giả hàng đầu, dù đều được đánh giá cấp vương, nhưng hai người đó đều xếp hạng cao cấp. Dương Hoàng. Mục Trần nheo mắt, tên kia đi cũng nhanh thật được rồi, cũng nên đến phiên các ngươi." An Nhiên hờ hững nói, muốn cho ta thấy các ngươi không phải kém nhất, vậy thì giờ bản lĩnh ra, Nam Nhi chỉ biết nói mồm thì càng khiến ta ghét thêm. Mọi người nghe nàng nói bất giác cũng tức khí, nghiến răng. Nhất là mấy nam tử, đang muốn kéo nàng xuống đất hung hăng vỗ cái mông nảy nở tròn lẳng khiêu khích của nàng, thật là khoái cảm a, à. bất quá ý tưởng này bọn hắn cũng chỉ dám để trong lòng, chẳng dám thể hiện ra, An Nhiên có thể được xếp là lão sinh mạnh nhất giữa ải thì đám tân sinh bên này cũng nên khiêm tốn một chút. Bây giờ tất cả những ai đủ tư cách khiêu chiến đều có thể chọn từ bỏ, nếu ai từ bỏ thì lui ra sau một trượng. Trong đại điện, mọi người xôn xao nhìn về đám người đủ tư cách, bất chợt vài tên có ân ký cấp 7 khổ não cười xấu hổ lui lại. Mấy tên lão sinh kia đều bước một chân vào dung thiên cảnh, thực lực như thế họ sao có thể thắng đây? Xem ra ta cũng phải rút lui thôi. Diệp Kinh Linh bất đắc dĩ mỉm cười, Nàng chỉ là thần phách cảnh sơ kỳ, khiêu chiến này hiển nhiên không có khả năng thử." Mục Trần, Lạc Ly, hai người cố lên, đánh bại cô ta, cho cô ta thấy sự lợi hại của tân sinh chúng ta." Diệp Khinh Linh cười nói, có vẻ khiêu chiến cấp độ như An Nhiên đây, có lẽ chỉ có Lạc Ly, còn Mục Trần thì hơi kém lại một chút. Trong đại điện nhanh chóng có những khoảng trống, rất nhiều người lui lại phía sau, cuối cùng chỉ còn khoảng 10 người đứng lại. Chọn đối thủ đi, rút thăm mà quyết định. Khi rút được thăm rồi các ngươi vẫn có quyền từ bỏ. An nhiên nắm chặt tay lại, người đạo hào quang bay ra. Mọi người nhìn thấy cũng đưa tay ra, hút lấy hào quang. Khi đạo hào quang đó vừa chạm đến tay họ, thì lại cấp tốc bay ngược về phía đám lão sinh. Mục Trần cũng bắt được một đạo hào quang. Nắm tay lại, hào quang vỡ nát, hóa thành trùm sáng đỏ bắn ngược ra. Mục Trần nhìn theo luồng hồng quang, rồi hai mắt sửng sốt. Mà không chỉ hắn, hầu như toàn bộ tân sinh ở đây cũng ngạc nhiên chẳng kém. Bởi vì hào quang trong tay hắn bắn tới rồi bao phủ nét mặt cười nhạt lạnh băng của An Nhiên. Chương 152, An Nhiên. Hồng quang một đầu bao phủ Mục Trần, đầu kia phủ lấy An Nhiên lạnh lùng, cảnh tượng khiến mọi người đều yên tĩnh, vô số người ánh mắt cổ quái. Mục Trần lại bốc nhầm người lợi hại nhất. Há, huynh đệ thạch ra cất tiếng cười đều, hà hê khi thấy Mục Trần gặp họa. Chu Linh cũng nhíu mày, vận khí của Mục Trần cũng đen quá chứ. Lại bốc thăm chúng cô nàng khó giải quyết nhất. Xem đám tân sinh ở đây, e rằng chỉ có lạc ly mới đủ sức giao chiến với an nhiên. Dù trước đó mục trần đả bại thạch kinh thiên khiến hắn khá kinh ngạc, nhưng an nhiên này lại cường đại hơn thạch kinh thiên không ít. Thần phách cảnh trung kỳ. Bên kia, mười mấy lão sinh ngạc nhiên nhìn mục trần, cười nói, thật là thú vị, sao lại có tân sinh yếu ớt như thế? Mà hắn cũng thật là không may nhỉ. Đột nhiên trở thành trung tâm của mọi sự chú ý, mục trần cũng bất đắc dĩ cười cười, thật là không hay ho a. À. Lạc Ly nhìn qua Mục Trần, ánh mắt cũng hiện ra một tia lo lắng, nàng cũng nhận thấy rõ học tỷ An Nhiên kia khó giải quyết ra sao. An Nhiên vẫn nhìn chằm chằm Mục Trần, mặt không đổi sắc chợt cất tiếng, "Ngươi bỏ cuộc đi, đừng có lãng phí thời gian, hoặc là ngươi có thể hỏi cô gái bên cạnh ấy, nhờ nàng đổi với ngươi. Nếu nàng bằng lòng, ta sẽ cho phép nàng thay ngươi. Đám người các ngươi chỉ có nàng mới đủ sức giao chiến với ta." Lạc Ly nghe An Nhiên nói, mày liễu nhíu lại, nhưng rồi bất chợt nhìn qua Mục Trần, Tỏ vẻ do dự, nàng biết tên kia bình thường ôn hòa ấm áp, nhưng cái thói kiêu ngạo thì chỉ hơn chứ chẳng kém ai. Thà rằng bản thân trọng thương hắn vẫn quyết giữ sỉ diện, chẳng khác nào một thằng con nít cả. Mục Trần cũng thấy ánh mắt lưỡng lự mà lo lắng của Lạc Ly, hắn chỉ mỉm cười, bàn tay nắm lấy hồng quang. Nếu Dương Hoàng không được, thì ta cũng không cố chấp để nàng đánh thay ta, dù sao thì bớt một chuyện cũng tốt hơn. Lạc Ly khẽ gật, nàng hiểu được ý của hắn. Nếu không có Dương Hoàng, hắn sẽ lui bước bất quá Dương Hoàng lại ở Bắc Thương giới khác giành được thành tích tốt nhất. Sự kiêu hãnh đánh bại Dương Hoàng, trong linh lộ không cho phép hắn ở đây lại tỏ ra kém cỏi tên kia. Cố lên! Lạc Ly nhẹ nhàng cổ vũ. Mục Trần gật đầu, rồi ngẩng lên nhìn sang An Nhiên lạnh lùng bên kia, trả lời, không cần đổi, cứ để ta lên, thỉnh học tỷ chỉ giáo. An Nhiên nhíu mày, cười cợt Mục Trần, chỉ vì sỉ diện mà dám khiêu chiến một người biết rõ không thể đối địch, hành vi của ngươi thật ngu xuẩn đến nực cười. Ngay cả tâm tính ẩn nhẫn cũng không có, thật tân sinh ở đây khiến cho người ta thất vọng. Đám tân sinh bị lời nói khiêu khích cay độc của nàng chọc giận đến tím mặt, nhưng cũng chỉ biết cắn răng, không dám đáp lại tiếng nào. Mục Trần cười khẩy, nhìn thẳng vào An Nhiên, nói: "An học tỷ, đừng chê ta nói thẳng, khi ta học ẩn nhẫn, học tỷ vẫn còn đang mòn mỏi kiếm chồng học chuyện yêu đương ấy." Im lặng đột ngột, ngay cả đám lão sinh bên kia cũng cứng họng, tròn mắt há mồm nhìn sang thiếu niên nọ tên tiểu tử thật quá lợi hại, dám khiêu khích an nhiên như vậy. Lão nhân tóc trắng gọi là bạch lão cũng cười tủm tỉm, chẳng hề lên tiếng ngăn cản. Ngươi nói cái gì? An nhiên nheo mắt nhìn mục trần, ngực hơi phập phồng, hiển nhiên đang áp chế lửa giận, nàng lắc mình, liền xuất hiện trước mặt mục trần. Linh lực dao động kinh người thổi tới bao phủ mục trần. Học tỷ, còn người ta có mồm thì có quyền nói, ngươi có thể khinh thường cười nhạo tân sinh, thì bọn ta cũng có quyền phản. Kích chứ? Lạc ly tiến lên một bước, mạnh mẽ đối kháng với uy áp linh lực từ trong người an nhiên đang dũng mãnh trào ra nhẹ giọng bình phẩm an nhiên lạnh lùng nhìn mục trần nói mỗi người đều có quyền tự do ngôn luận bất quá cái miệng hại cái thân ta hy vọng thực lực của ngươi cũng bén nhọn như miệng lưỡi bằng không thì hôm nay ngươi chắc không bỏ dậy nổi đâu đa tạ học tỷ nhắc nhở mục trần cười khẩy khiêu khích đối phương hống hách hắn cũng chẳng thèm khách khí bạch lão chuẩn bị đi an nhiên lạnh lùng cất tiếng giữa không trung bạch lão cười gật đầu, nói, mọi người sẵn sàng hết chưa? Không ai phản đối, lão vung tay lên, Hào Quang hạ xuống bao phủ lấy đám tân sinh và lão sinh lại. Hào Quang phủ lấy An Nhiên, nàng không hề rời mắt khỏi Mục Trần, bất chợt nhắm mắt, nàng đang tính toán xem sẽ giáo huấn tên nhóc kia chú đáo ra sao. Tân sinh Mục Trần chỉ có chút thực lực lại dám kiêu ngạo, còn tưởng đây là cái linh viện rách nát trước kia của hắn sao? View. Hào Quang tan mất, thân ảnh mấy người tân sinh đột ngột biến mất trong điện ngay lúc mọi người còn đang ngạc nhiên giữa không trung xuất hiện ra những quầng sáng lớn trong đó xuất hiện những bóng người nhìn kỹ lại chính là mấy người vừa biến mất thì ra mọi người sẽ trực tiếp được quan sát giao tranh tiếp theo những ánh mắt hiếu kỳ tìm kiếm những người tham chiến cuối cùng tìm thấy vòng chiến của mục trần và an nhiên hiển nhiên bọn họ rất muốn nhìn xem mục trần sẽ chiến đấu thế nào với vị học tỷ thực lực cực mạnh kia hắn sẽ bị ngược đãi tẩm quất cho một trận hay vẫn như trước xoay chuyển cục diện lấy yếu thắng mạnh đánh bại thạch kinh thiên ánh mắt bọn họ đều rất chờ mong. Khi Mục Trần định thần nhìn lại được, thì hắn thấy mình ở trong một đại điện mênh mông trống trải, không hề nhỏ hơn đại điện trước đó, đã vậy còn trống trơn thoáng đãng, chẳng hề thấy ai khác. Tân sinh, sẵn sàng trả giá cho cái mồm lèo mép chưa? Giọng nói lạnh băng mang theo ý tứ bất hảo từ đằng trước chuyển lại, Mục Trần nhìn lên, thấy hai mắt an nhiên đang khóa chặt lấy mình. Học tỷ, con gái lạnh lùng quá thì con trai không ưng đâu nha. Mục Trần cười nói, còn nói nữa, ta vả cho rất răng. An Nhiên trừng mắt, hàn khí phụt ra, tức giận nghiến răng. Lần đầu tiên nàng gặp một kẻ đáng ghét đến độ này. Nếu học tỷ không thích ta nói chuyện. Mục Trần cười, nháy mắt trở nên lãnh liệt. Vậy động thủ đi. Lời vừa dứt, nháy mắt hắn đã bắn ra, linh ảnh bộ thúc dục cực hạn, hóa thành vô số tàn ảnh, chỉ phong như điện đâm tới cổ họng An Nhiên. An Nhiên cười khẩy, không tránh không né, linh lực trong người như núi lửa phun trào, linh lực trùng kích chấn cho Mục Trần bay ra ngoài, thần phách cảnh trung kỳ và dung thiên cảnh sơ kỳ có tranh lệch quá sức khổng lồ. Bản lĩnh cỡ này mà học đòi thể hiện, an nhiên lạnh lùng, đem hết bản lĩnh ra đây, bằng không ngươi sẽ không có cơ hội nữa đâu. Kim Cang phù đồ thủ, Mục Trần cũng không chút khách khí, linh lực hắc ám phun ra, tung trưởng, trưởng ấn hắc ám thành hình, trong lòng trưởng ấn có tháp văn ẩn hiện, đè xuống an nhiên. Đối diện địch thủ này, công kích bình thường hẳn nhiên không hề có hiệu quả, hắn phải dốc toàn lực. Thế này mới đáng xem chứ, An Nhiên nhìn Trường ấn hắc ám mang theo linh lực kinh người áp đỉnh, nàng ta lẩm bẩm, mũi chân chỉ xuống đất, thân hình bắn lên Trường ấn kia, linh lực trong người hình thành một thanh Trường thương linh lực với uy thế kinh người, phá linh thương. An Nhiên lạnh lùng quát, cánh tay rung lên, linh thương bạo bắn hào quang, xuyên phá không gian đâm thẳng vào Trường ấn. Bùm, khí lãng khuếch tán, không khí uốn khúc, linh lực hai bên cùng lúc bùng nổ. Uỳnh! hào quang chói mắt xuyên qua cự Trường ấn, Trường ấn hắc ám liền nổ mạnh. Kim Cang phủ đồ thủ của Mục Trần lần đầu tiên bị người ta mạnh mẽ phá hủy. Tranh lệch thực lực hai bên quả là rất lớn. An Nhiên vừa lắc mình, thân hình trở lại không trung, đôi mắt băng lãnh nhìn Mục Trần, vừa muốn cười châm biếm, thần sắc đột nhiên ngưng trọng, vì bên đó Mục Trần không mảy may sức mẻ, mà không khí quanh hắn lại có hào quang ám kim bộc phát, ngưng tụ lại thành một trận đồ phức tạp. Linh trận, An Nhiên tỏ ra kinh dị, cảm nhận rõ dao động cuồng bạo trong linh trận kia đã tiếp cận đến trình độ dung thiên cảnh, hắn còn là một linh trận sư cấp 2. Khó trách thần phách cảnh trung kỳ lại kiêu ngạo như vậy. An Nhiên lúc này thấy chỗ đáng ngại của Mục Trần, bất quá nàng vẫn cười khẩy, muốn chống đối cường giả dung thiên cảnh, ít nhất phải chờ ngươi tăng cấp trở thành linh trận sư cấp 3 rồi nói sau. Hiện tại vẫn còn khoảng cách không nhỏ đó, Mục Trần phun ra một đoàn khí trắng, con người lăng lệ nhìn An Nhiên, thủ ấn biến đổi, quát lên vang vọng. Long tượng trận, g r a o v k v k v k. Long ngầm tượng khiếu, một rồng một voi hung hăng xông ra, linh lực ảo áo áp tới. Đám đông tân sinh, vô số người đều kinh ngạc theo dõi mục trần. Dù không có ai đứng trong quầng sáng đó, nhưng bọn họ đều cảm nhận rõ linh trận mà mục trần bày ra cường hãn thế nào. Bất quá, linh trận tuy rằng lợi hại, chẳng lẽ đủ sức đánh bại cường giả dung thiên cảnh an nhiên sao? mươi 153, tân sinh phản công. Tiếng long ngâm tượng khiếu đinh tai nhức óc vang vọng cự điện chống trải, như khiến cự điện dung chuyển lắc lư, dao động linh lực kinh người ào ảo tuôn ra, từ linh trận to lớn trong không trung trên đầu Mục Trần. Long tự trận, Mục Trần biến đổi ấn pháp, linh trận kia rung rung, một chùm kim quang trăm trượng đột nhiên bắn ra, hóa thành rồng bay voi chạy, chấn động không gian, thanh thế kinh người hung hăng sấn đến An Nhiên. An Nhiên lăng không mà đứng, đôi mắt vẫn lạnh băng nhìn một voi một rồng mang thanh thế khó tả công kích qua. Bàn tay nàng cũng có linh lực dao động hùng hồn, lật tay tung trưởng. Toái không linh trưởng, khoảng không ngay trước mặt An Nhiên liền vặn vẹo, linh lực hùng hồn ngưng tụ thành quang trưởng, vỗ tới Kim Long Kim Tượng. Uỳnh! Hai bên va chạm, linh lực bùng nổ. Long tượng trấn áp, mục trần quát khẽ, Kim Long Kim Tượng nhanh chóng hóa thành long tượng kim bàn áp xuống, ầm một tiếng chấn vỡ quang trưởng, thuận thế quét tới An Nhiên. Lăng ba chạm. An Nhiên không hề biến sắc, linh lực trên tay hóa quang trảm như sóng cao cuộn trào, cánh tay nàng chém xuống, quang trảm phá nát không gian bổ vào long tượng kim bản, tiếng kim thiết va chạm vang lên, hào quang xẹt qua, mạnh mẽ chém long tượng kim bản thành hai nửa. Đám đông tân sinh bên ngoài quầng sáng ồn ào huyên náo bàn tán, thực lực an nhiên cũng quá lợi hại, linh quyết công kích lợi hại nhiều như nấm sau mưa, linh trận bất phàm mà mục trần bày bố cũng bị nàng phá giải. Chiếu, một chùm sáng đột ngột xuất hiện, thu hút chú ý của mọi người, nhìn qua thì thấy lạc ly, và một gã lão sinh sắc mặt đỏ bừng khó chịu đã chui ra. Học trưởng, đa tạ, đôi mắt lưu ly trong suốt thoáng nhìn qua thanh niên đỏ mặt kia cung kính nhẹ giọng nói thanh niên nghe vậy mà xấu hổ gượng cười ai biết được cô gái khiến cho người ta nhìn qua mê mẩn kia lại có thực lực khủng bố thế này dung thiên cảnh khó trách ở đây chỉ có nàng ta mới đủ tư cách giao đấu với an nhiên lạc ly nhanh vậy đã chiến thắng đám tân sinh tỉnh táo lại xôn xao bàn tán ánh mắt kinh ngạc mà háo hức nhìn cô gái váy đen nhưng đôi mắt của nàng chỉ một mực tĩnh lặng không hề để ý đến đám đông, ngẩng đầu nhìn sang quần sáng bên này của Mục Trần, tỏ vẻ lo lắng. Vang, an nhiên xuất hiện trước người Mục Trần, Ngọc Thu ẩn chứa linh lực kinh người không hề nương tay vỗ vào ngực Mục Trần, nhưng may thay hắn bắt chéo hai tay cản lại được. Âm thanh chát chúa vang lên, Mục Trần bị đánh bay đi, chân găm xuống đất kéo ra cả trăm thước, thân hình ổn định, mà hai tay lại gần như mất cảm giác. Mục Trần tỏ ra nghiêm trọng, đây là lần thứ hai giao chiến với cường giả Dung Thiên cảnh chân chính lần trước dĩ nhiên là Liễu Kinh Sơn, bất quá khi đó mới chỉ có thực lực linh luân cảnh, tranh lệch không thể hình dung nên đành phải mượn sức cửu u tức mới chống cự được, hơn nữa sau đó cũng hôn mê nửa tháng. Nhưng hiện tại, thực lực của hắn đã mạnh mẽ hơn nhiều, bằng sức mạnh bản thân đã có thể đánh nhau với cường giả cấp độ này, dù không tránh khỏi liên tiếp rơi xuống xuống phong. Muốn đả bại An Nhiên, bản lĩnh hiện tại vẫn chưa đủ, An Nhiên lại hóa thành quang ảnh bắn tới, tiếng cười vang lên, kinh phong hung hãn lại bao phủ lấy Mục Trần. Mục Trần run lên, hóa thành tàn ảnh lui gấp, tránh đi công kích của An Nhiên, bất chợt hắn hít sâu một hơi, tinh thần chìm vào khí hải, đáp lên đóa hoa Madler. Hắn nhìn thấy ở giữa đóa hoa, Cửu U Tước tao nhã giang cánh nghỉ ngơi. Hiện giờ Cửu U Tước đã hấp thu tinh, phách băng dao và viêm tích, thực lực đã khôi phục không ít, không chỉ màu đen của cơ thể càng thêm thâm thúy, mà cả hắc viêm trên người cũng nhiều hơn. Đối thủ Trình Nhu vậy mà định mượn sức của ta sao? Cửu U Tước biến nhác nói ngay, hơn nữa, ta hấp thu lượng linh lực rất lớn, còn chưa có tiêu hóa hết, không muốn làm gì cả. Ta tới lấy sức mạnh thuộc về ta, Mục Trần nổi cáu, kết nối huyết mạch rồi, một phần sức mạnh Cửu U Tước cũng là của hắn, hắn có thể dễ dàng sử dụng, tương tự như vậy một ít năng lực của hắn, Cửu U Tước cũng có thể dùng, bất quá hiện tại Cửu U Tước lại tỏ ra chướng mắt với thực lực của hắn. Dĩ nhiên lượng sức mạnh mà hắn có thể tùy ý vận dụng kém hơn hẳn Cửu U Tước, nhưng hiện tại chừng đó có thể đủ. Tự nhiên đi cửu u tước biếng nhác nằm lại trên đóa hoa madler chậm rãi nhắm mắt linh lục hắc ám như hỏa viêm thiêu đốt trong người nó tuôn ra bay tới thần phách đang xếp bằng trên quang luân linh lực hiểu rõ trình độ bản thân nên chịu an phận rồi à an nhiên cười vang thế công càng lúc càng cuồng mãnh khiến cho mục trần liên tiếp bại lui với trình độ dung thiên cảnh sơ kỳ nàng hoàn toàn áp chế mục trần chơi đủ rồi chấm dứt thôi an nhiên thấy mục trần chẳng hề nói tiếng nào cảm thấy không còn thú vị linh lực trong tay lại càng thêm cường thịnh tung trưởng đánh tới Mục Trần, định chấm dứt trận đánh nhàm chán. Bất quá, ngay lúc đó Mục Trần mở mắt, con ngươi đen láy có ánh sao xẹt qua, khóe môi nhách lên cười khẩy. An học tỷ, phấn khích sớm quá cũng không phải một thói quen tốt. Mục Trần mỉm cười, quyền phong thẳng tắp tung ra, linh lực hắc ám như thủy chiếu áp tới. Linh lực ẩn chứa hắc viêm bốc cháy, một khí thức bá đạo nóng bỏng được phóng thích. Uỳnh! Mục Trần ngạnh chiến với an nhiên khí lãng tung trời, nền đá của đại điện cũng bị chấn đứt gãy, cả hai run lên, thân thể đồng loạt bị chấn bay ngược về. Đám đông tân sinh kinh hãi rung động hô hoán, Mục Trần lại có thể chính diện đánh lui An Nhiên. Không phải mới trước đó hắn còn bị toàn diện áp chế sao? Tiểu tử này khá thú vị. Hầu như phần lớn các vòng chiến đã kết thúc, đám lão sinh lại xuất hiện, bọn họ nhìn về quần sáng kia cũng kinh ngạc không kém, không thể đoán ra được Mục Trần lại có thể quần đấu với An Nhiên dữ dội đến vậy. Trong vòng chiến, An Nhiên ổn định thân người, gương mặt lạnh lùng cũng hiện rõ sự kinh hãi, Mục Trần mạnh mẽ đối chiến trực diện thoát khỏi hạ phong. Tại sao lại có thể như vậy? An Nhiên nhìn ra trước, Mục Trần bên kia được vây trong linh lực hắc ám, bên ngoài còn thấy rõ những luồng hắc viêm quỷ dị trôi nổi, dao động khá nguy hiểm. Linh lực của hắn sao đột ngột tăng lên nhiều như thế? An Nhiên trong lòng chấn kinh, nếu nói trước đó chiến lực của Mục Trần có thể có thể so với thần phách cảnh hậu kỳ, thì bây giờ hắn đã chạm tới cánh cửa dung thiên cảnh, dù rằng vẫn còn chênh lệch so với nàng, nhưng đã có đủ lực kháng cự. An học tỷ, chúng ta thử lại nhé. Mục Trần nhìn An Nhiên, mỉm cười. Con người đen lấy hừng hực hắc viêm, sức mạnh mênh mang trong cơ thể khiến máu nóng sôi trào. Sợ ngươi sao? An Nhiên tuy trong lòng kinh nghi, nhưng ngoài miệng chẳng ngán ai cả. Ngay lập tức vô số tàn ảnh xuất hiện trong mắt nàng, bóng dáng Mục Trần như quỷ mị hiện ra trước mặt, nắm đấm đen đặc linh lực cấp tốc phóng to trong mắt An Nhiên. Toái không linh trưởng, An Nhiên vội vã tung trưởng, mạnh mẽ đối đầu với quyền phong của Mục Trần. Chát, Khí, lãng bình bồng, hai cỗ linh lực ăn mòn lẫn nhau, an nhiên đổi sắc, nàng nhận thấy rõ khi hai cỗ linh lực trùng kích vào nhau, linh lực hắc ám bá đạo của Mục Trần vẫn tiếp tục đánh tới, hắc viêm hừng hực đốt cháy linh lực của nàng. Đây là cái gì? Ngay cả linh lực cũng có thể đốt được, an nhiên lo lắng cảm nhận linh lực đang nhanh chóng yếu dần đi, lắc mình trở về không trung, khuôn mặt nghiêm trọng, khẽ hít một hơi, đôi mắt càng thêm lạnh. Linh lực quanh người trở nên cuồng bạo, một con ưng khổng lồ màu băng lam dần hiện lên linh lực dao động khủng bố cuồn cuộn sông ra. Cự ưng màu băng lam, thân thể phủ kín băng giáp, hàn khí bức ra khiến không khí cũng muốn đóng băng. Mục Trần nhìn cự ưng sau lưng An Nhiên, nhíu mày nghiêm túc. Đó là đám đông tân sinh kinh dị nhìn vòng chiến bắt đầu trở nên kịch liệt, thần sắc đám lão sinh lại càng nghiêm trọng hơn, vì họ biết đó là tinh phách linh thú mà An Nhiên luyện hóa Bắc Minh Kim Văn Ưng. Thiên thú địa bảng vạn thú lục xếp hạng 65. Tên tân sinh chỉ mới thần phách cảnh trung kỳ lợi hại đến thế sao? Chương 154, linh tước trấn băng ưng. Linh lực cường đại như sóng thần trong cơ thể An Nhiên dũng mãnh dâng cao, cự ưng băng lam giang cánh, không khí cũng đóng băng, hàn khí ngập tràn đại điện. Hàn khí này còn lợi hại hơn cả băng huyền linh giao. Có thể bức phải dùng đến Bắc Minh Kim Văn Ưng, ngươi thua cũng có thể kiêu hãnh. An Nhiên đạm nhạt cất tiếng, gương mặt nhìn Mục Trần cũng nghiêm túc hơn nhiều, thực lực của hắn hiển lộ khiến nàng cũng sừng sốt, huống gì thực lực chân chính hắn chỉ mới thần phách cảnh trung kỳ, đến khi hắn thực sự tiến vào dung thiên cảnh, e rằng sẽ siêu đẳng hơn nàng. An Nhiên luôn nói thực lực vi tôn, vì thế sau khi biết rõ chiến lực của Mục Trần, rốt cuộc nàng không còn giữ lại sự coi thường, chân chính đối đãi với hắn như đối thủ ngang cấp. Vậy thỉnh học tỷ chỉ giáo, bất quá ta vẫn chưa muốn nhận thua. Mục Trần cảm nhận sức mạnh mênh mông kia, hai mắt rực lửa, sức mạnh của hắn trong người tràn trề khiến hưng phấn tột độ, ngửa mặt lên thét lớn, hắn đang cần một hồi chiến đấu thống khoái mạnh mẽ ương ngạnh an nhiên hử lạnh luồng sáng lam từ cơ thể thoát ra cư ưng đập cánh trong một mảnh màu lam cơ thể an nhiên nhẹ nhàng dung nhập vào cự ưng crack ngay khi nàng dung nhập vào băng ưng đôi mắt nó lại trở nên cực kỳ lợi hại dường như đã có sinh mệnh hót lên bén nhọn những mảnh băng dần dần thành hình quay quanh cơ thể nó hơi nước trong không khí đều bị đóng băng tiếng hót lạnh lão vang lên cự ưng dung cánh bắn lên cao những lớp băng trong suốt không ngừng tuôn ra từ cơ thể nhìn xa xa như một khối băng điêu tinh xảo sống động mà khối băng điều này còn mang theo khí tức vô cùng nguy hiểm. Băng phong rực, hai cánh vẫy động, hóa thành hai cột sáng rực rỡ băng hàn, điên cuồng lao xuống ngục trần. Pang pang, không khí bị thế công vun vút của nó ép đến nổ bung. Hàn khí ngập trời, lớp lớp băng tinh trong suốt hiện ra trên tuyến đường nó lao qua, dường như hình thành một con đường băng tinh. Mọi người bên ngoài, cũng cảm thấy sự đáng sợ trong thế công từ trên cao xa xuống của an nhiên. Hung điểu mang theo hàn khí bất tận buông xuống thế gian. Mục Trần ngẩng lên, đôi mắt tập trung vào cự ưng to lớn, không chút e ngại, ngọn lửa nóng cháy càng lúc càng cường thịnh. Sảng khoái đấu một trận xem nào. Mục Trần khóe môi khẽ cười, tư thái kiệt ngạo, bàn chân dẫm lên đất, thân hình bắn lên, linh lực hắc ám mang theo ngọn lửa bừng bừng bao phủ toàn thân. Phừng, linh lực hắc ám điên cuồng bành trướng, từ xa nhìn lại hắn như một cây đốt đen lao lên không trung, tạo thành cái đuôi lửa đen thui, linh lực lan tỏa, thanh thế kinh người chẳng kém băng ưng trong đại điện to lớn, hai luồng sáng vừa bắn lên, gào thét xông qua, mạnh mẽ đối chiến. Đám tân sinh kinh động quan sát chiến đấu. Chẳng ai dám đoán Mục Trần có thể không tránh không né chính diện ngạnh đấu, với công kích mãnh liệt dữ dội của An Nhiên. Chu Linh cũng đã kết thúc vòng chiến của hắn, sắc mặt nghiêm trọng nhìn diễn biến vừa xảy ra ở vòng chiến bên kia. Chiến lực Mục Trần bày ra khiến hắn kinh hãi không thôi, thực lực chỉ mới thần phách cảnh trung kỳ, nhưng lại bộc phát sức mạnh siêu đẳng hơn xa hắn, Thạch gia huynh đệ lại tỏ ra âm trầm, Mục Trần hiện tại rõ ràng kinh khủng hơn lúc trước giao đấu với Thạch Kinh Thiên. Mặc sắc ngươi có thủ đoạn gì, dám chính diện ngạnh đấu với một cường giả dung thiên cảnh chân chính, tuyệt đối sẽ không có lợi ích gì. Hai người nghiến răng, ánh mắt gắt gao nhìn vào quần sáng nọ. Mục Ca, cố lên. A, à, Mặc Lĩnh cũng lo lắng vô cùng nhìn hai công kích đang dần tiến sát vào nhau, bàn tay nắm chặt. ầm, ừ. dưới ánh mắt vạn người chú mục hắc lam hai luồng sáng trong cự điện như hai khỏa thiên thạch trùng kích vào nhau hắc viêm và băng lam điên cuồng tàn phá không gian chung quanh linh khí trong điện cực kỳ bạo động hàn khí kinh người lan tỏa thân thể mục trần dường như cũng bám vào một lớp trong suốt hắc viêm hừng hực dường như bị áp chế nhưng hắc viêm trong mắt mục trần lại bắt đầu chuyển động cổ họng gầm nhẹ linh lực hắc ám hỗn loạn hắc viêm phô thiên cái địa từ trong người thình lình bộc phát tầng băng tinh trên cơ thể nháy mắt tan biến quốc một tiếng hót thanh thúy vang lên, cao ngạo mà uy nghiêm, như vua của loài chim. Băng ưng khổng lồ nghe thấy tiếng hót đó cũng run rẩy, dù cho nó đã bị luyện hóa, nhưng bản chất trong nó vẫn cảm thấy một loại uy áp khác thường từ trong người Mục Trần truyền ra. Linh lực hắc ám điên cuồng ngưng tụ trước mặt Mục Trần, dường như đang hình thành một con chim khổng lồ có cánh đen, nó vỗ cánh, hắc viêm tràn ngập. Linh lực hắc ám bá đạo hình thành xong hắc điểu thần bí liền vọt lên, hắc viêm cuồn cuộn, băng tinh lãnh liệt từ cự ưng nháy mắt bốc hơi đôi mắt băng ưng đã trở nên kinh hãi tột cùng an nhiên có thể nhận thấy rõ cái nóng kinh người đang lan tới chỗ nàng cái nóng đó khiến cho linh lực trong người cũng muốn sôi trào cũng muốn bị thiêu đốt phá mục trần hét to dữ tợn ầm hắc điểu hư ảo hừng hực hắc viêm vỗ cánh mạnh mẽ hắc viêm chuyển động nổ một tiếng rõ to phá tan tầng băng giáp cuối cùng của băng ưng rồi hóa thành một luồng hắc ám xuyên qua hắc viêm cuồn cuộn sau lưng băng ưng đầy những vết nứt rồi một tiếng nổ mạnh lam quang lóe lên an nhiên xuất hiện gương mặt tràn ngập vẻ khó tin mục trần chậm rãi tán đi linh lực hắc ám đậm đặc quanh thân khuôn mặt tuy tái mét nhưng thần sắc lại sáng ngời trong cự điện hai đạo hào quang lại đột ngột xuất hiện bao phủ mục trần và an nhiên rồi hào quang tan mất hai người lại nhìn thấy mình trở về cự điện đầy người lúc nhúc đám tân sinh đều yên tĩnh tròn mắt không ai tin được chuyện vừa xảy ra chẳng ai ngờ nổi mục trần lại mạnh mẽ phá tan công kích đáng sợ cực kỳ của an nhiên lợi hại chu linh thở ra tán thưởng tỏ vẻ bội phục hắn đã từng giao đấu với mục trần trong linh lộ nhưng cũng vì không có ân oán gì thành ra cũng chưa thể lĩnh ngộ tên kia đáng sợ ra sao nhưng từ hôm nay hắn đã chân chính nhìn thấy tên kia bất phàm mà như thế càng khiến cho hắn khi đối diện thiến niên khôi ngô kia trở nên áp lực như thế nào huynh đệ thạch gia thì sắc mặt khó coi nhưng không mở miệng nói lời nào hiển nhiên trong lòng đang rất chấn động một kích lúc trước của An Nhiên dù cho hai người liên thủ cũng khó mà đỡ nổi, còn Mục Trần chẳng những đỡ được lại còn phá tan nó, mà hắn cũng chỉ mới có thực lực thần phách cảnh trung kỳ. Bọn họ chẳng biết vì sao Mục Trần lại có chiến lực cường hãn như thế, khiến cho trong lòng bất giác sinh ra sợ hãi đối với Mục Trần. Bây giờ họ cũng hiểu ra một điều, dù tên kia nửa đường bị đá khỏi linh lộ, không nhận được cơ duyên cuối chặng đường, nhưng hắn vẫn là kẻ khiến cho vô số thiên tài nghiến răng kiên kỵ, huyết họa giả. Ha ha, Mục ca thắng rồi. Mặc lĩnh và đám người diệp băng sau một hồi ngây ngốc thì tung hô vang trời, họ gieo khí thế. Cô bé Duẫn Nhi thì vỗ tay lốp bốp, gương mặt non nớt không giấu vui sướng cười tít cả mắt. Lạc ly chỉ, cười nhẹ, mày liễu như trăng rằm, đôi mắt lưu ly khẽ chớp vui vẻ, càng nhiều sự kiêu hãnh. Tên con trai khiến nàng ngày nhớ đêm mong đích thực bất phàm. Trong đại điện, hai luồng hào quang xuất hiện, mục trần và an nhiên hiện ra rõ ràng. An nhiên đã không còn vẻ lạnh lùng băng giá, mà lại thần sắc phức tạp, Nàng đứng dậy nhìn sang Mục Trần, rồi quay qua nói với Bạch lão, "Ta thua." Đám lão sinh đứng gần đó khóe miệng cũng giật giật, nhìn về phía Mục Trần. "Tiểu tử này thật không đơn giản, lại có thể khiến An Nhiên cam lòng nhận thua. Tân sinh ở đây cũng có nhiều nhân vật lợi hại a." À. Bọn họ không khỏi cảm thán thì thầm với nhau. Bạch lão cười tủm tỉm, gật đầu, đưa mắt nhìn sang Mục Trần, cười nói, "Tiểu tử kia, trong cơ thể cũng thú vị đó." Mục Trần cười, không giải thích gì, tuy hắn không cần che giấu sự tồn tại của cửu u tước, nhưng cũng không cần thiết phải lộ ra. Dù sao cửu u tước là sinh vật siêu đẳng, hơn nữa con cửu u tước trong người hắn đang chuẩn bị tư cách tiến sâu vào thiên bảng, nếu nó có thể tiến hóa thành công, thì sẽ là cá chép hóa rồng, chân chính trở thành thần thú viễn cổ. Đây phần thưởng của ngươi. Bạch lão búng tay, thủy tinh bài trong tay mục trần lóe lên, con số 1.500 đã hóa thành 6.500. Được rồi, toàn bộ khiêu chiến đã kết thúc, vậy thì tiếp theo, Bạch lão mỉm cười, phất tay lên, không gian uốn khúc, hào quang khởi động, một cánh cửa đồng xanh cực lớn cao mấy trăm trượng từ hư không hiện ra. Cổng lớn chậm chậm mở. Bắc Thương Linh viện, hoan nghênh mọi người gia nhập. Tất cả tân sinh đều háo hức nhìn vào cổng lớn, ngay cả chính Mục Trần cũng tim đập liên hồi. Bắc Thương Linh viện, thánh địa tu luyện trong lòng vô số thiếu niên, rốt cục đã mở rộng cổng lớn chào đón hắn. Chương 155, Bắc Thương Linh viện. Dịch, Lưu Yên Chu Yên Chu. Blockslat tuy nói đại thiên, Thế giới có vô số không gian mênh mông vô tận đếm không hết, nhưng Bắc Thương đại lục lại chính là một ngôi sao sáng chói ở trong đó. Ngọn nguồn của vinh quang chói mắt đó, đến từ tòa linh viện tọa lạc trong Bắc Thương đại lục này, Bắc Thương Linh viện. Một trong ngũ đại viện danh tiếng lẫy lừng đại thiên thế giới, vô số thiếu niên thiên tài hội tụ ở đây, trình diễn thiên phú tuyệt vời, rồi trở thành cường giả đỉnh cao của đại thiên thế giới. Đại thiên thế giới quá mức rộng lớn, rất nhiều chủng tộc và thế lực cường đại có truyền thừa hùng hậu. Dầu vậy những thiên tài xuất thân từ các nơi đó, cũng lựa chọn tu luyện ở ngũ đại viện, cho thấy họ có uy tín và hấp dẫn như thế nào mới có thể thu hút, được đám thiên tri kiêu tử cao quý cam tâm từ bỏ trọng tâm bồi dưỡng của tộc, mà thân trinh ngàn dặm xa xôi xuyên qua vô số lục địa để góp mặt ở ngũ đại viện, tu luyện. Bắc thương đại lục vinh quang rực rỡ, khiến cho nơi này trở nên bất phàm. Nếu đem so với Bách Linh đại lục, đại lục rộng lớn chứa đựng quê nhà Bách Linh cảnh của Mục Trần, thật giống như so trăng rằm và đom đóm trong Bắc Thương Đại Lục, Bắc Thương Linh Viện có địa vị độc lập mà siêu nhiên. Ở nơi đây cũng có không ít thế lực lớn nhỏ, chính thật là một nơi tàng long ngọa hổ. Có người từng nói, cho dù là cường giả trí tôn bước chân đến Bắc Thương, Đại Lục cũng phải khiêm tốn một chút, cho thấy khu vực này cũng rất phức tạp và thâm sâu khó lường. Nhưng dù cho Bắc Thương Đại Lục có thâm sâu đến mức nào, hoặc có chuyện tình dung chuyển ra sao cũng không ảnh hưởng tới Bắc Thương Linh Viện. Vì bất cứ thế lực lớn nhỏ và cường giả ở đây đều biết, kia chính là một đầu cự long còn đang say ngủ, ngày thường không có dấu hiệu nguy hiểm, nhưng nếu nó thức dậy hiển lộ hung uy, sẽ khiến cho khắp nơi run rẩy phục sát đất. Và lại tòa linh viện kia, chỉ cần xem đến chiến lực bề ngoài, mà người ta được phép xem thấy cũng đã vô cùng đáng sợ, huống gì đó chỉ là phần nổi của tảng băng. Mấy ngàn năm nay, không biết có bao nhiêu cường giả chui ra từ Bắc Thương Linh Viện, nhiều người còn là cường giả siêu cấp, dù rằng bọn họ rời khỏi Linh Viện, trở thành bá chủ một phương trời, nhưng cũng không hề vứt bỏ liên hệ với Linh Viện bình thường có thể chẳng thấy ai thế nhưng nếu linh viện bị uy hiếp tự dưng họ sẽ xuất đầu lộ diện trở về linh viện trở thành chiến lực không thể cân đong đo đếm hết đó là sức mạnh của bắc thương linh viện có lẽ nó chưa phải là thế lực cường đại nhất đại thiên thế giới nhưng với sự ủng hộ đông đảo đó thì những thế lực siêu cấp hay chủng tộc viễn cổ có nội tình sâu xa vô ngần cũng phải e ngại mục trần tiến vào cánh cổng lớn bằng đồng thao kia một cảm giác chóng mặt liền xuất hiện trong não đó là do hắn bước vào không gian truyền tống nhưng choáng váng đó cũng không xuất hiện lâu thân thể hắn đột ngột trầm xuống ánh sáng rực rỡ trước mặt nheo mắt lại mọi người nhìn thấy trước mặt một thế giới xa lạ rồi sự rung động kinh ngạc leo lên gương mặt mọi người mục trần xuất hiện ở một quảng trường đá quảng trường lúc này đã đông nghịt người nhìn ra phía trước là một cảnh trí nguy nga rộng lớn một địa vực bao la không thấy điểm cuối vô số điện phủ lộng lấy điểm xuyến trên núi non ngang dọc ngẫu nhiên có thác nước trắng xóa phủ mái tóc bạc lên vách đá xanh um khung cảnh trùng trùng điệp điệp hùng vĩ vô cùng cảnh trí trước mặt vô cùng lộng lẫy chỉ xét quảng trường mà mục trần đang đứng đây rất rộng lớn nhưng so với cảnh trí kia lại rất nhỏ bé nó chỉ là một phần trong đó trong không trung của linh viện vô số bóng người bao phủ không gian xuyên qua xuyên lại trong vài nơi luyện tập người người bay ngang linh lực hùng hồn vang lên những tiếng va chạm nặng nề trong linh viện đồ sộ đó chỗ thu hút ánh mắt người ta nhất là một tòa núi khổng lồ ngay chính giữa hình dáng kỳ lạ như một con thần điều đang giang cánh một áp lực khó tả từ điểu sơn tỏa ra bao phủ mảnh thiên địa nơi đây hai bên điểu sơn khổng lồ đều có một tấm bia cao cả vạn trượng hào quang lóe ra trói mắt đứng bất kỳ đâu trong linh viện cũng có thể thấy rõ mục trần nhìn qua tấm bia đá khổng lồ bên trái phía trên cùng kim quang lóng lánh hội tụ tại ba chữ lớn thần phách bảng thần phách bảng mục trần thì thào lẩm bẩm cái danh từ này trước đó có nghe qua an nhiên nhắc tới không lẽ là thần phách bảng đó sao đây là thần phách bảng của linh viện Tiếng nói nhẹ nhàng từ bên cạnh vang lên, Mục Trần quay đầu, liền nhìn thấy An Nhiên đi tới cạnh hắn. Nàng ta nhìn vào tấm bia khổng lồ, môi khẽ hớt lên. Thần phách bảng là cái gì? Mục Trần nghi hoặc hỏi. Tên như ý nghĩa, là bảng danh sách các đệ tử thực lực thần phách cảnh, là bảng xếp hạng sơ cấp nhất của linh viện. Chỉ cần có thực lực thần phách cảnh thì có tư cách được xếp hạng, bất quá cả bảng này chỉ ghi lại một nghìn hạng đầu tiên. An Nhiên nói. Mục Trần giật mình, hắn hiện tại có thực lực thần phách cảnh trung kỳ, không biết trong thần phách bảng này sẽ ở thứ hạng bao nhiêu. Ngươi nếu nghĩ rằng trên thần phách bảng này chỉ có thực lực thần phách cảnh thì cũng khờ lắm. An Nhiên cười khẩy, mười tên khốn xếp hàng đầu thần phách bảng, thực lực không yếu hơn ta. Mục Trần sừng sốt mà kinh dị. Hắn nhờ vào sức mạnh cộng hưởng của Cửu U Tước mới chiến thắng được An Nhiên, chẳng lẽ người tên mạnh nhất thần phách, bảng này lại có được linh thú ngang ngửa Cửu U Tước, nhưng không thể nào bọn họ cũng có được kết nối huyết mạch chứ? Mấy tên kia chỉ biết lách luật mà thôi bình thường xếp hạng thần phách bảng là như thế này ngươi rót linh lực của mình vào linh trị bài nó sẽ đánh giá mức độ mạnh yếu của linh lực rồi đưa mức đánh giá đó lên thần phách bảng lập tức ngươi sẽ được xếp hạng mấy cái tên khốn mười hạng đầu thần phách bảng lợi dụng cái cho tiểu xào đó mà làm thế này ngay một khắc trước khi tấn chức dung thiên cảnh bọn kia thúc giục linh lực rót vào linh trị bài lúc đó vẫn là linh lực thần phách cảnh nhưng lại ở cảnh giới cao nhất dĩ nhiên xếp hạng đỉnh cấp không ai sánh bằng đám thần phách cảnh tầm thường làm sao mà so được mục trần chép miệng Vậy là 10 tên đầu tiên của thần phách bảng tuy được xếp hạng trong lớp thần phách, nhưng thực lực chân chính lại là dung thiên cảnh. Làm vậy thì có lợi gì? Mục Trần nghi hoặc, dùng tiểu xảo chiếm hạng cao, xem ra cũng không được người ta kính nể cho lắm. 50 hạng đầu thần phách bảng mỗi ngày yên vị trên đó, đều được thưởng một lượng linh trị nhất định theo thứ hạng, cái chuyện ngồi không hưởng lợi như thế bọn nó làm sao không động tâm. Đám thần phách cảnh bình thường kẻ nào dám đi khiêu chiến cướp hạng. Bất quá bọn kia chỉ có thể ra vẻ vậy thôi, sau này lên một bước, tiến vào thiên bảng đừng nói hạng mười ta e rằng ngay cả hạng một nghìn cũng không tranh nổi an nhiên khinh thường cất tiếng mục trần tỉnh ra không ngờ có ưu đãi như thế hèn gì bọn họ thực lực dung thiên cảnh vẫn còn ham hố ở lì thần phách bảng không chịu đi vậy thiên bảng là cái gì mục trần như cậu bé non nớt vô cùng tò mò hỏi liên tục thiên bảng an nhiên bất chợt tỏ ra phấn khích và cuồng nhiệt ngẩng đầu nhìn tấm bia đá bên phải mây mù lượn lờ kim quang ngẫu nhiên lóe sáng mấy cái tên trên đó đều là danh chấn Bắc Thương Linh Viện. Thiên bảng, đó là bảng xếp hạng những đệ tử thực lực tam thiên cảnh. Đó là chuẩn mực đánh giá sức mạnh của một đệ tử Bắc Thương Linh Viện. Vô số thiên tài vì cơ hội leo lên thiên bảng, mà cam chịu cô tịch đau khổ tu luyện. Mỗi lần thiên bảng thay đổi vị trí 10 hạng đầu, đều là một trong những việc trọng đại nhất Bắc Thương Linh Viện. Mục Trần nhận thấy ngữ khí của An Nhiên cực kỳ nghiêm trang mà cùng nhiệt, hắn cũng bất giác nhìn lên tấm bia đá cao vạn trượng. Những danh hào lóe kim quang tỏa sáng rực rỡ, mang lại vinh quang cho chủ nhân của nó, mang lại sự tôn sùng của vô số đệ tử Bắc Thương Linh Viện. Bên cạnh Mục Trần, Lạc Ly, Diệp Kinh Linh và cả đám người cũng dõi mắt nhìn lên chuẩn mực chân chính của Bắc Thương Linh Viện. Thiên bảng hạng 10, Chu Phàm. Thiên bảng hạng 9, La Hoa. Thiên bảng hạng 8, Vương Trung. Thiên bảng hạng 3, Tô Huyên. Thiên bảng hạng 2, Lý Huyền Thông. Cái tên của người hạng 2 lọt vào mắt Mục Trần. Hắn không nhận thấy Lạc Ly bên cạnh nhíu mày. Hạng 1, Vô số ánh nhìn ngưỡng mộ rời lên phía trên cùng, vị trí cao nhất, một cái tên đầy áp lực như bao trùm lấy đám tân sinh, Thiên bảng đệ nhất, Trầm Thương Sinh. Trầm Thương Sinh, chỉ là một cái tên, lại như một tòa núi thông thiên khổng lồ nặng nề phủ bóng xuống, khiến cho mọi người run rẩy. Đám tân sinh chỉ vừa đặt chân vào Bắc Thương Linh viện, nơi tập hợp vạn vạn thiên tài quái tài sinh sống. Bọn họ chỉ vừa đặt bước chân đầu tiên, đã nhìn thấy cái bóng to lớn của vị cường giả đỉnh cấp phủ xuống họ. Mục Trần cũng nhìn chăm chú vào cái tên khí phách kiệt ngạo kia, bất chợt cảm giác máu trong người nóng lên như sắp sôi trào. Đây là Bắc Thương Linh viện hắn đêm ngày chờ mong a. Dù là tranh đoạt trong linh lộ cũng kém một bậc so với nơi này. Muốn chứng tỏ bản thân, nơi đây chính là chỗ tôi luyện tốt nhất. Sẽ có một ngày, hắn sẽ siêu việt hơn đám thiên chi kiêu tử kia, cái tên Mục Trần sẽ chiếm cứ vị trí cao nhất đó. Chương 156, Dương Hoàng. Trên bình đài trọng lớn, mấy vạn tân sinh chăm chú nhìn vào cái danh hào cao chót vót trên đỉnh thiên bảng áp lực vô ngần khiến cả bình đài cũng trở nên yên tĩnh ngay cả những tân sinh đạt được đánh giá cấp vương trong linh lộ cũng không khỏi kinh sợ nhìn lên cái danh hào khiếp vía đó đó là kẻ đứng đầu vô số thiên tài quái kiệt ở cái bắc thương linh viện khủng bố này trầm thương sinh mục trần chậm rãi phun ra một luồng khí trắng nhẹ nhàng nhắc lại cái tên bá đạo vô biên hắn hiện tại là đệ tử mạnh nhất bắc thương linh viện chúng ta một năm trước ta cũng chỉ mới gặp hắn một lần ánh mắt an nhiên bất giác phức tạp, ngày đó nàng gặp Trầm Thương Sinh, khi hắn vừa hoàn thành nhiệm vụ liệp sát linh thú thiên giai trở về linh viện. Hôm đó chiều tà, nắng chiều đỏ như máu, thanh niên hắc bào, trường thương xuyên qua một con linh thú thiên giai khổng lồ cao mấy nghìn trượng, xài bước trên không, máu tươi như mưa rào chút xuống linh viện. Hắn vác trường thương bước đi, mỗi bước đều để lại máu tanh. Cảnh tượng rung động cả Bắc Thương linh viện, khiến cho tân sinh như nàng cũng cảm thấy linh hồn run rẩy. Tân sinh à, hiện tại người hư hắn ta các ngươi đừng mơ mà chạm tới. An nhiên dần hồi phục tinh thần, nàng nhìn đám đông tân sinh đang trầm tư, cười nhạt, thiên bảng đối với các ngươi mà nói, còn xa vời lắm cơ, tu luyện thêm hai năm nữa rồi hãng mơ. Bây giờ thì lo mà nghĩ cách để bước lên thần phách bảng trước đi, đó mới là địa bàn của tân sinh. Phần lớn đám tân sinh cũng lắc đầu lẻ lưỡi. Thần phách bảng cũng không dễ dàng a à, muốn tiến vào top 50, ít nhất cũng phải có thực lực nửa bước vào dung thiên cảnh, còn top 10, cái bọn lão sinh ở lý không chịu đi đó nào có thiện tâm cơ chứ đám tân sinh dù có bản lĩnh che giấu gì cũng nào dám cướp lấy vị trí đó bọn họ không lẽ là mấy cây đèn dầu nghĩ vậy đám đông cũng chỉ biết thở dài thật không hổ là thánh địa bắc thương linh viện a cạnh tranh ở đây cũng thật là tàn khốc bình đài to lớn giữa không trung trượt lóe hào quang bạch lão lại xuất hiện lão nhìn qua mấy vạn tân sinh ở bình đài bên dưới cũng khẽ gật đầu cười nói các ngươi đều đã đến bắc thương linh viện vậy ta cũng sẽ triệu gọi tân sinh ở ba tòa bắc thương giới kia qua đây, mấy ngày trước bọn họ cũng đã tới rồi. Mục Trần bất chợt nheo mắt lại. Bạch lão vung tay lên, một tiếng chuông ngâm lanh lảnh vang vọng không trung. Sau khi tiếng chuông vang đi xa, Mục Trần giật mình nhìn thấy vô số những bóng người đầy trời, như đàn châu chấu khổng lồ nhảy nhót lao tới, dừng lại trên ba bình đài rộng mênh mông khác. Phiến không gian tràn ngập người và người, huyên náo ồn ào kinh khủng như một bãi chiến trường. Chỗ bình đài Mục Trần đang đứng, đám tân sinh cũng tò mò nhìn qua ba phía bên kia, những kẻ vừa đến cũng giống như họ, đều thông qua khảo nghiệm, trở thành tân sinh của Bắc Thương Linh Viện. Bốn bình đài vạn trượng đầy kín tân sinh, có lẽ cũng vượt qua con số 20V, một đội quân khổng lồ như thế thật cũng quá đồ sộ. View, bình đài phía nam, một bóng người như điện phóng tới, đứng ở vị trí trước nhất của mọi người. Nhìn thấy người vừa xuất hiện, đám tân sinh phía nam nhất thời tỏ ra tôn kính, hào quang tan đi một cô gái dung nhan xinh đẹp dáng người yểu điện thanh nhã mái tóc dài màu băng lam đôi mắt to lung linh cùng màu nhìn từ xa lại như một bức băng điều vạn năm tỏa ra hàn khí lạnh người nếu nói an nhiên là lãnh diễm thì cô gái tóc dài băng lam này là trời sinh lạnh lùng đôi mắt dường như có thể điều động hàn khí trong thiên địa mục trần nhìn chăm chú vào cô gái đó ánh mắt nghiêm trang hắn nhận thấy rõ nàng ta có linh lực dao động kinh người thực lực đã tiến vào dung thiên cảnh Nàng chính là Băng Thanh, đánh bại lão sinh mạnh nhất ở Bắc Thương giới của nàng. An Nhiên thản nhiên nói, nghe nói nàng xuất thân băng linh tộc, trời sinh năng lực nắm giữ hàn băng. Băng linh tộc, Mục Trần giật mình, bất giác nhớ lại một tin tức kinh ngạc, nghe nói vị võ tổ đến, từ hạ vị diện lấy sức một người khiêu chiến toàn thể băng linh tộc, chính là băng linh tộc đó, lời đồn đó hắn đã nghe từ lâu. Băng linh tộc là một tộc người có truyền thừa từ xa xưa vô cùng, nội tình hùng hậu, trong đại thiên thế giới được xem là siêu cấp thế lực vậy mà trước mặt vị võ tổ đến từ hạ vị diện kia băng linh tộc dốc hết sức lực trong tộc cũng không thể ngăn cản bước chân của vị lôi thần cầm trong tay lôi trượng uy vũ vô song trận chiến đó chấn động cả đại thiên thế giới tin tức lan truyền đến cả những khu vực hẻo lánh khỉ ho có gáy như bắc linh cảnh để mục trần hán nghe thấy an nhiên gật đầu tiếng đồn đó hẳn nhiên nàng cũng biết xa xa cô gái băng lãnh kia sau khi xuất hiện cũng đưa mắt nhìn về phía bình đài mục trần đang đứng bất quá tầm mắt chỉ nhìn chăm chăm vào lạc ly một hồi rồi cũng nhìn đi chỗ khác nàng không tham dự linh lộ nhưng thực lực không kém chút nào so với những cá nhân xuất sắc đứng đầu linh lộ cảm giác của nàng đối với đám người bên này lạc ly chính là người có tính uy hiếp lớn nhất phốc sau băng thanh lại có thêm hai luồng hồng quang phóng tới phía trước hai bình đài còn lại bình đài phía đông một gã hình thể hùng tráng thân thể thoát ra ánh đạm kim sắc nhìn như củi khô nhưng mơ hồ tạo cho người ta cảm giác nguy hiểm đó là Mộc Khuê, cũng là tân sinh xuất sắc nhất Bắc Thương giới Đông. An Nhiên nhìn qua bình đài phía tây, một thiếu niên cao gầy mặc áo xanh, khoanh tay đứng đó, khí chất cao ngạo cường đại. Đó là Dương Hoàng, ta biết hắn, không cần giới thiệu. Đôi mắt sắc bén nhìn về bóng nam tử áo xanh nọ, nụ cười của Mục Trần mang theo hương vị khó hiểu. Lạc Ly bên cạnh cũng đang dõi theo bóng người đó, con người lưu ly trong xuất hiện rõ hàn ý lạnh lẽo. Bình đài phía tây, Dương Hoàng cũng nhận ra được hai ánh mắt không mấy tốt lành nhìn về phía mình, hắn quay đầu sang đó. Gương mặt anh tuấn rất hợp với dáng người cao giáo, khí chất độc đáo cũng có mị lực không kém, nhiều cô gái xung quanh tỏ vẻ ái mộ ngượng ngùng trộm nhìn. Hắn nhìn qua, tầm mắt dừng lại ở Mục Trần, thần sắc hơi chững lại, môi nhếch lên nét cười kỳ lạ. "Mục Trần, chúng ta lại gặp nhau." Rồi hắn cười rộ lên, tiếng cười có linh lực bao bọc, ầm ầm vang vọng không trung, thu hút chú ý của phần lớn tân sinh trên bốn bình đài chỉ tiếc có điều ta không ngờ, huyết họa giả đại danh đỉnh đỉnh linh lộ, hiện tại thực lực chỉ đến thần phách cảnh trung kỳ. Ha ha ha, thật là khó lường, mất đi linh lộ quán đính, ngươi lại kém đi nhiều như thế. Dương Hoàng cười khẩy, đôi mắt nghiền ngẫm, nếu Cao Huyền mà biết ngươi hiện tại chỉ có chút đỉnh thực lực như thế, e rằng hắn sẽ thất vọng lắm. Tên kia vốn chân chính xem ngươi là đối thủ nặng ký, thế nhưng bây giờ lại yếu ớt kém cỏi như vậy, xem ra nửa đường linh lộ bị đuổi đả kích ngươi không ít. Dương Hoàng lớn tiếng oang oang: nhất thời khiến cho đám tân sinh trên ba bình đài này đều huyên náo ồn ào không ít người ở đây đều có tham gia linh lộ những người nhận đánh giá cấp vương cũng có số lượng không nhỏ danh tiếng huyết họa giả mục trần bọn họ nhớ rất kỹ dù sao một kẻ trong linh lộ có thể khiến người nổi bật như huyền vương cơ huyền cũng phải e ngại làm sao lại không thu hút chú ý của người khác vô số ánh nhìn tập trung vào mục trần hai mắt kinh ngạc thân phách cảnh trung kỳ so với bọn họ cũng kém không ít a à. băng thanh và mộc khuê cũng bị chú ý nhìn qua dù không tham gia linh lộ nhưng ở bắc thương giới băng thanh cũng rất thạo tin tức những nhân vật hàng đầu linh lộ lần trước cũng có nghe nói qua nhất là huyết họa giả mục trần cái tên nổi như cồn đó không ngờ lại là thiếu niên bình phàm tuấn lãng trước mặt nàng người kia thất là huyết họa giả mà người người bàn tán đó sao mục khuê cũng nhíu mày đôi mắt tỏ vẻ thất vọng hắn thiên tính vốn hiếu chiến nếu mục trần mạnh mẽ thì hắn sẽ rất hứng thú nhưng hiện tại cái danh tiếng kia chỉ còn là danh hão mà thôi khiến hắn mất hết hứng thú dương hoàng nếu muốn đối thủ ta lúc nào cũng có thể tiếp ngươi lạc ly lạnh lùng cất tiếng dương hoàng nghe thấy nhíu mày nếu ngươi muốn cười nhạo hắn ta nghĩ cũng còn quá sớm hắn cũng giống như ba người các ngươi đều là người ưu tú nhất bắc thương giới ngay cả ta cũng thua trong tay hắn ngươi dựa vào cái gì mà cười nhạo hắn an nhiên đứng bên cạnh đột nhiên cất tiếng nhàn nhạt, nhạt bình phẩm nàng bại dưới tay mục trần nếu mục trần mà còn bị bọn người kia cười nhạo vô năng thì chẳng lẽ còn không phải đang nhạo nàng còn kém hơn cả tên vô năng hay sao? An nhân lời vừa dứt, bất chợt người ta kinh hô, đám tân sinh tròn mắt nhìn thiếu niên tuấn lãng bình tĩnh từ nãy giờ chưa nói lời nào. Hắn bằng thực lực thần phách cảnh trung kỳ đánh bại một cường giả lão sinh dung thiên cảnh. Chuyện này có thể sao? Băng thanh và mộc khuê bất giác run rẩy, ánh mắt nhìn mục trần đã thêm một chút kinh dị. Gì? Dương Hoàng cũng trợn mắt nhăn mặt, khóe miệng càng thêm khó coi, không hổ là huyết họa giả mục trần đó, xem ra che giấu rất là sâu thật là thú vị. Đôi mắt đen láy của Mục Trần vẫn chưa hề rời khỏi Dương Hoàng, khóe môi nhẹ nhàng nhếch lên, đột nhiên mở miệng, thanh âm lạnh lẽo. Nếu thấy thú vị như thế, có muốn thử một chút không hử? Chương 157, Linh Trị Lời nói lăng lệ của Mục Trần vang vang trong không trung, đôi mắt đen như phát ra hàn khí như bảo kiếm rời vỏ, bắn thẳng tới Dương Hoàng bên kia, linh khí trong thiên địa bồng bềnh dao động. Vô số tân sinh, trên bốn bình đài đều chăm chú quan sát hai đối thủ đang đối chọi gay gắt, đôi mắt vô cùng tò mò và chờ mong, háo hức chờ đợi hai trận chiến của hai trong bốn người ưu tú nhất khảo nghiệm Bắc Thương giới. Đôi oan gia này đánh nhau sẽ phấn khích thế nào đây? Dương Hoàng nghe Mục Trần nói như thế, miệng cười cũng trầm lại, lạnh lùng nhìn qua hắn, linh lực hùng hậu trong bàn tay toát ra, cười nói, ta cũng rất tò mò muốn thử, xem ngươi làm như thế nào mà bằng thực lực thần phách, cảnh trung kỳ lại có thể đánh bại cường giả dung thiên cảnh. Bốn mắt đối nhau tóe lửa, sát khí băng hàn dập dờn. Thôi nào, bây giờ cũng chưa phải lúc cho các ngươi tranh đấu. Bạch lão xuất hiện giữa không trung, vắt tay liền đánh vỡ không khí căng thẳng do hai người đối chọi gay gắt mà bất ổn. Lão nói, một tháng nữa, đại hội tân sinh sẽ được tổ chức, khi đó muốn tranh chiến thì cứ thoải mái. Trong đại hội kia ai có thể trổ hết tài năng siêu việt những kẻ khác, sẽ chân chính là đệ nhất tân sinh của Bắc Thương Linh Viện chúng ta năm nay. Đám tân sinh nghe bạch lão nói liền sáng rỡ hai mắt. Có lẽ vị trí đệ nhất kia đối với phần đông bọn họ thì có hơi quá xa xôi, nhưng bọn họ không ngại gì mà hiển lộ uy phong của chính mình trong đại hội, mang lại một chút danh tiếng cho bản thân. Dù sao trong cái đám tân sinh đông nghẹt mà con số lên đến 20V, toàn bộ đều có tài năng vượt bậc, muốn uy phong vân vũ cũng không phải là chuyện đơn giản. Thiếu niên tuổi trẻ khí thịnh, một chút hư danh cũng có thể khiến cho cả đám sôi máu nóng đầu, thúc đẩy bọn họ phấn đấu vươn lên. Mộc Khuê cũng tỏ ra thích thú, hắn vốn trời sinh hiếu chiến, trong linh lộ cũng là một nhân vật hàng đầu, không kém hơn Dương Hoàng bao nhiêu cái vị trí đệ nhất kia hắn không thể nào dễ dàng dâng tặng cho người khác dù cho đám kia không phải mấy cây đèn dầu đi chăng nữa băng thanh thì vẫn lạnh lùng thản nhiên ánh mắt cũng không mấy dao động sát khí của mục trần dần dần thu lại bước lùi một chút đúng là hiện tại không phải cơ hội giao chiến tốt nhất với dương hoàng thực lực tên kia hiện tại cũng là dung thiên cảnh sơ kỳ không yếu hơn an nhiên chút nào hơn nữa dương hoàng chắc chắn phải có những bản lĩnh đặc biệt không thể coi thường nếu bây giờ mà chân chính ra tay thắng bại khó lường từ giờ trở đi các ngươi đã chính thức là đệ tử bắc thương linh viện bất kể mọi người có thân phận gia cảnh gì trước đây vào đến nơi này cũng chỉ là đệ tử là tân sinh muốn có địa vị và tôn kính thì hãy tỏ bản lĩnh ra cho người khác kinh sợ bạch lão cười nhạt quét mắt qua vô số tân sinh bình thản cất giọng đều đều bây giờ các ngươi sẽ được sắp xếp lưu trú tại khu vực tân sinh có bốn khu phân biệt nhau ở bốn hướng sẽ có đạo sư dẫn các ngươi qua đó thình linh có mười mấy luồng hào quang bắn tới lơ lửng trên không trung đó là những đạo sư trung niên, linh lực dao động hùng hậu, bất cứ ai cũng là cường giả dung thiên cảnh. Mục Trần nhìn thấy đám người vừa tới cũng thầm than sợ hãi. Thật là Bắc Thương Linh viện, chỉ là một đạo sư đã có thực lực dung thiên cảnh, tùy tiện bốc một người vào Bắc Linh cảnh, chắc chắn sẽ là bá chủ. Bắc Thương Linh viện, quả là một con quái vật to lớn. Những đạo sư kia vừa đến liền phân tán ra, bắt đầu phân chia đệ tử. Đám người Mục Trần nhìn thấy một đạo sư xinh đẹp đang tiến đến chỗ bọn họ một mỹ phụ áo đỏ, dung nhan xinh đẹp, ánh mắt quyến rũ thành thục phong tình, nét cười khúc khích rất mê hoặc. Vị đạo sư nọ đến chỗ Mục Trần, chợt vung tay lên, một quần sáng liền bao phủ khu vực này, trùm lên khoảng 2000 đệ tử. Mấy tiểu tử kia, ta là đạo sư của tân sinh các ngươi, ta được giao phó hướng dẫn các ngươi một thời gian, gọi ta là Mục Lăng nhé, sau này có việc gì không hiểu cứ tới tìm ta. Đôi mắt đưa tỉnh liếc ngang nhìn đám tân sinh đang ngây ngốc mà cười dài, đám tân sinh nam khác đứng gần cái lồng hào quang màu đỏ kia thì không khỏi hậm hực ghen tức nhìn về bóng người xinh đẹp nọ chợt quay đầu lại vị đạo sư được dựa của mình bất giác lắc đầu thở dài hẳn nhiên cũng là một lũ hám gái đi thôi đi theo ta ta dẫn các ngươi đi mục lăng phất tay lắc mình đi sâu vào bắc thương linh viện đi nào mục trần quay sang mỉm cười với lạc ly rồi lắc người đuổi theo lần lượt diệp khinh linh duẫn nhi mặc lĩnh nhanh chóng đi theo Bọn họ cũng vừa may chung một khối lớp học với Mục Trần, sau này có thể hỗ trợ lẫn nhau. Mấy nghìn người chậm chậm đi theo Mục Lăng xuống khỏi bình đài, lập tức một mảng xanh um đập vào mắt, một điện phủ tu luyện to lớn xuất hiện. Xa xa có thể nhìn thấy vô số người đang sẹt qua sẹt lại trên không. Được Mục Lăng dẫn đi, đoàn người đi về hướng tây hơn 10 phút sau mới dừng lại. Vị đạo sư xinh đẹp giơ ngón tay thanh mảnh chỉ về phía trước, mỉm cười nhẹ nhàng nói, "Đây là chỗ các ngươi ở." Mục Trần nhìn qua, dưới tán cây mát mẻ một hồ nước trong suốt điểm xuyến khung cảnh dãy dãy phòng ốc đơn giản sạch sẽ đang tọa lạc linh khí ở đây mục trần đột nhiên kinh ngạc hắn phát hiện linh khí thiên địa trong khu vực này nồng đậm hơn rất nhiều mà sự dày đặc này khi đi vào càng sâu thì càng đâm hơn không ngờ ở đây có một tụ linh trận bí ẩn thật to lớn đôi mắt lợi hại của mục trần đảo qua dĩ nhiên quan sát tinh tế hơn xưa nhiều hắn lập tức phát hiện ra dao động đặc biệt mà quen thuộc của linh trận chỉ là chỗ ở của tân sinh lại có một tụ linh trận. Hơn nữa xem linh khí nồng đậm thế này, cấp bậc tuyệt đối cao hơn tụ linh trận cấp 3 ở Bắc Linh Viện. Tiểu tử kia, quan sát thật nhạy bén. Mục lăng liền thấy phát hiện của mục trần, nàng cười, cất tiếng nói với mọi người, chỗ ở này của các ngươi được một tụ linh trận cấp 4 bao phủ. Đám tân sinh nghe nói liền xôn xao. Tụ linh trận, xưa nay luôn là tiêu chí quan trọng đánh giá tiềm lực của bất kỳ một thế lực lớn nhỏ nào. Có lẽ ở đây không ít người đã thấy qua tụ linh trận cấp 4 hoặc có thể còn cao hơn, nhưng thiết kế tụ linh trận ngay tại chỗ ở có lẽ là lần đầu tiên. À, con nữa, khu vực ở của tân sinh cũng được chia làm ba đẳng, Giáp, Ất, Bính. Các ngươi được phân về Bính đẳng, là khu vực vòng ngoài của tụ linh trận cấp 4, linh khí ở đó cũng không tồi, bất quá so với Giáp Ất hai đẳng kia thì chênh lệch một chút. Mục Lăng chỉ vào những căn phòng ở sâu bên trong, linh khí dày đặc một chút, bên đó là những phòng trung tâm tụ linh trận, linh khí dĩ nhiên sẽ mạnh hơn bên ngoài chỗ đó làm sao để chúng ta được ở, có tân sinh thèm thuồng hỏi, hẳn nhiên ở khu vực đó tu luyện sẽ tốt hơn nhiều so với ở vòng ngoài. Dễ thôi, Mục Lăng cười khúc khích quyến rũ, chỉ có điều ở bên đó thì có thu phí thuê phòng. Phòng giáp đẳng, phí 2.000 linh trị mỗi tháng, phòng ất đẳng, thì 1.000 linh trị. Đám tân sinh há mồm ngáp ngáp, suýt nữa nuốt không trôi. Như thế cũng được sao? Phải thuê phòng mới được ở. Các tiểu tử à, linh trị rất quan trọng ở Bắc Thương Linh Viện này đó nha. Bắc Thương Linh Viện có tổng cộng hơn 100 tụ linh trận cấp 4, 60 tụ linh trận cấp 5, 20 tụ linh trận cấp 6, 10 tụ linh trận cấp 7. Còn tụ linh trận cấp 8 duy nhất một cái. É, cả đám tân sinh nghe Mục Lăng Đạo Sư khoe khoang mà choáng váng trao đảo. Số lượng tụ linh trận nhiều thế sao, thật là kinh khủng a. À? dĩ nhiên. Mọi người đừng có bao giờ ngây thơ nghĩ rằng, có thể miễn phí sử dụng tụ linh trận cao cấp nha. Mục Lăng cười khanh khách. Vậy là ý gì? Mọi người đều cảm thấy không ổn ngoại trừ tụ linh trận cấp 4 thì miễn phí, không khác gì tu luyện ở phòng mình cả. Còn lại muốn vào tu luyện đều cần phải trả phí linh trị nha. Ta nhớ không lầm thì tụ linh trận cấp 7 một ngày phải đóng 5000 linh trị đó. Quá, wow, cả đám nghe mà suýt ngất. Cuối cùng đã hiểu được linh trị chính là tiền tài danh vọng, là miếng cơm manh áo, là mọi thứ ở Bắc Thương Linh viện này. Không có linh trị, chẳng khác gì thằng ăn mày. Mục Trần nghe mà khổ não, hiện giờ trong tay hắn cũng chỉ mới có 6100 linh trị. Tức là hắn chỉ đủ chi dùng cho việc tu luyện ở tụ linh trận cấp 7 trong. Một ngày, bất quá cũng rất thú vị. Mọi người đừng có tỏ ra khổ sở như thế, thật ra phương án kiếm linh trị cũng không ít đâu. Mục Lăng cười vui vẻ rất hấp dẫn, nhưng mà nhìn góc nào cũng có vẻ khoái trá khó hiểu. Muốn tăng linh trị trong túi, phương án đơn giản nhất là tu luyện tăng thực lực, mỗi tháng rót linh lực vào linh trị bài. Thực lực ngươi tăng cường trong một tháng đó sẽ tăng lên số linh trị tương ứng đặc biệt mỗi khi đột phá cảnh giới cũng được thưởng một ít muốn nhanh hơn thì các ngươi có thể đến lôi vực bên đó đông đúc lắm nha mục lăng chỉ về một hướng xa xôi trên không trung cao vút mọi người dõi mắt nhìn theo nơi đó dường như u tối một chút mơ hồ có không gian uốn khúc lôi đình lóe sáng lôi vực là một khu vực tu luyện của bắc thương linh viện ở đó có thiên lôi vô hạn thiên lôi đó có công hiệu rèn luyện linh lực đồng thời còn có thể cường hóa thân thể phàm là đệ tử thần phách cảnh đều được phép tiến vào Phần tu luyện dư ra, ngưng luyện thiên lôi, luyện thành thiên lôi châu, món này ở Bắc Thương Linh Viện bán rất chạy đó. Trong linh trị điện hiện nay định giá đến 200 linh trị một viên. 200 linh trị một viên, lại thêm một phen giật mình, thứ đó quý thế sao? Xem ra cách này không tồi a, à, bất quá. Mục lăng che miệng cười khúc khích, muốn vào lôi vực, cũng cần trả linh trị mua vé, nhưng thật ra cũng không nhiều lắm, 500 linh trị là được. Nghe xong, sắc mặt mọi người liền tối thui, nghiến răng trèo trèo. Cái Bắc Thương Linh viện này, thật là gian thương mà. Chương 158, Linh trị điện. Thôi, mọi người tự chọn phòng ốc đi. Mà nè, ai muốn đến phòng giáp ất thì cứ đến gặp ta nha. Mục Lăng che miệng cười khúc khích trước những gương mặt tân sinh rầu rĩ. Đám tân sinh lắc đầu ngao ngán. Với số linh trị mà bọn họ có trong tay hiện tại, nào dám mơ cao sang. Đợi đến khi quen thuộc cách thức kiếm linh trị thì hưởng ưu đãi sau vậy đi. Mục Trần nhìn qua khu giáp đẳng, cũng có vẻ động tâm hắn hiện tại có hơn 6 ca linh trị, thật ra cũng đủ dùng, chọn khu linh khí tốt nhất thì tu luyện sẽ nhanh chóng hơn, về mặt này cũng không nên hà tiện quá. Mục Trần nghĩ nghĩ, đột nhiên kề sát vào Lạc Ly, khẽ cười, hay là chúng ta cùng thuê một phòng. Lạc Ly bị câu hỏi đột ngột của hắn làm ngớ người, mặt đỏ bừng xấu hổ, trừng mắt liếc hắn. Cái tên kia từ lúc gặp lại hắn càng ngày càng cả gan. Mục Trần mỉm cười không để ý, quay qua Mục Lăng, nói, Mục Lăng đạo sư, một gian phòng có thể ở mấy người a? À? hai người. Mục lăng cười khúc khích, đưa mắt nhìn qua mục trần và lạc ly, con ngươi chạy lòng vòng, ánh mắt đầy thâm ý. Ta muốn thuê một gian phòng giáp đẳng. Mục trần cười nói. Lạc ly cắn cắn môi, đỏ mặt quay đi, làm ra vẻ chẳng liên quan gì tới mục trần. Dù cho nàng vốn lạnh lùng chẳng mấy để ý xung quanh, nhưng người ta cũng là thiếu nữ, cũng rụt rè, nào dễ dãi ở chung phòng với con trai như thế. Trước kia trong linh lộ màn trời chiếu đất mới phải ở cùng nhau như thế, bây giờ làm sao mà được a? À, sau mục trần chu linh cũng chọn một phòng giáp đẳng bọn họ đều có một lượng linh trị kha khá hẳn nhiên cũng không phải nghèo khó tầm thường diệp kinh linh và duẫn nhi thì chọn phòng ở khu ất đẳng ồn ào một phen đám tân sinh cũng lần lượt chọn xong phòng cho mình ở mục lăng liền dẫn theo mục trần và đám người hạng sang kia đến khu vực đặc quyền khi mục trần tiến vào khu giáp đẳng linh khí nồng hậu khiến tinh thần hắn rung lên chỗ này tu luyện cực tốt bên đó đều là phòng giáp đẳng các ngươi tự chọn phòng đi sau khi các ngươi tiến vào phòng, linh trị bài sẽ tự động trừ đi số linh trị tương ứng. Mục Lăng hướng dẫn, chọn phòng rồi hôm nay cứ nghỉ ngơi một bữa. Mặt khác, linh trị bài của các ngươi còn liên kết với linh trị điện, bên đó giao dịch đủ loại hàng hóa, các ngươi có thể tra cứu trong linh trị bài. Đương nhiên nếu muốn mua cái gì thì vẫn phải qua bên đó trao đổi. Mục Trần gật đầu, quét mắt nhìn về phía mấy gian phòng, liền đi đến một cái phòng gần hồ nước trong suốt, cười nói, ta chọn gian này, hắn mỉm cười nhìn lạc ly chẳng cho cô kịp phản ứng cái gì hắn liền nắm chặt tay nàng kéo về phòng chu linh nhìn thấy sắc mặt cũng kỳ lạ tên tiểu tử kia cũng kích thích người ta quá mục trần thì chẳng mấy để ý đi cùng lạc ly đến tiểu lâu cát nàng đỏ mặt dãy tay ra khỏi hắn đôi mắt lưu ly cực kỳ xấu hổ hô hô mục trần cười nhìn nàng bất chợt tỏ ra đường đường chính chính ở cùng một phòng dễ chăm sóc cho nhau lại tiết kiệm được linh trị chúng ta vừa tới bắc thương linh viện cần kiệm mới dễ sống chứ Lạc Ly cáo lên, cái cớ này cũng khó tin quá đi chứ. Nàng có hẳn hơn một vê linh trị, dùng nửa năm cũng chẳng si như gì. Không có được nước làm tới, Lạc Ly chừng mắt chỉ trỏ đe dọa mục trần. Nàng tự nhiên đẩy cửa mà vào. Lâu các nhỏ có hai tầng, khá sạch sẽ, Lạc Ly quan sát một vòng cũng tỏ ra khá hài lòng. Và lại quan trọng là nó có hai tầng, khiến nàng thở phào nhẹ nhõm. Ta ở lầu trên, ngươi ở lầu dưới. Lạc Ly đạm nhạt nói. Mục trần lần, này lại thành thật gật đầu không dám dở trò gì nữa tuy hai người duyên tình thắm thiết nhưng con gái rụt rè cũng cần giữ gìn một chút lạc ly bước lên lầu trên xem xét phòng mình mục trần cũng đi dạo một vòng rồi về phòng nghỉ ngơi giường đã chuẩn bị sẵn hiển nhiên phục vụ không tồi mục trần nằm trên giường mềm mại hít sâu một hơi tâm tình khó hiểu từ bây giờ hắn đã chính thức là đệ tử bắc thương linh viện hắn sẽ ở đây tu hành vài năm tía ta sẽ ở bắc thương linh viện tu luyện thật tốt chờ ta trở về, nhất định sẽ đủ sức tìm mẫu thân về cho người. Mục Trần siết chặt nắm đấm. Ở cái nơi Bắc Linh cảnh nho nhỏ kia, hắn rời đi, phụ thân đã không còn ai là gia đình, nhất định rất cô tịch. Mục Trần hít sâu một hơi, áp lực trong lòng dao động, sau đó ngồi dậy xếp bằng, bàn tay nắm lại, linh trị bài thủy tinh xuất hiện trong tay. Lúc nãy Mục Lăng đạo sư nói linh trị bài này liên kết đến linh trị điện, đó là khu vực hội tụ đủ loại giao dịch của Bắc Thương Linh viện, cũng thật tiện lợi khi có thể ở chỗ của mình tra cứu vài tin tức. Mục Trần đưa một tia linh lực vào linh trị bài, hào quang sáng lên, hóa thành một bức màn sáng chói, hiển thị đủ loại vật phẩm muôn màu với số liệu thông tin chi tiết. Nộ mãng thương, luyện chế từ kim giác linh mãng một sừng, đối chiến với người khác, thúc dục linh lực, mũi thương như rắn dữ, uy lực phi phàm, linh cụ trung phẩm, giá bán 8000 linh trị. Cử viêm quyết, linh quyết công pháp, linh cấp trung phẩm, giá bán 9000 linh trị. Ma huyễn ảnh bộ, linh quyết thân pháp, linh cấp trung phẩm, giá bán 7800 linh trị vẫn lạc trận, trận đồ cấp 3, lấy linh khí ngưng tụ ra hình dáng vẫn thạch, đẳng cấp uy lực công kích uy hiếp cường giả dung thiên cảnh, giá bán 13.000 linh trị. Thiên lôi châu, ẩn chứa thiên lôi khí, có tác dụng rèn luyện linh khí, cường hóa thân thể, giá bán 200 linh trị một viên. Đủ loại vật phẩm đủ màu sắc chạy qua trước mặt mục trần, khiến hắn kinh dị ngạc nhiên càng dữ dội. Trong linh trị điện bán ra vật gì cũng đều bất phàm, ngay cả trận đồ cao cấp cũng có, nhưng giá vật phẩm thì cái nào cũng không hề thấp, với gia tài hiện tại của hắn, hoàn toàn không có sức mua được cái gì. Lắc qua lắc lại, ánh mắt Mục Trần càng lúc càng sợ hãi. Vạn Lôi Ngự Kiếm Quyết, thần cấp hạ phẩm, linh quyết công kích, do cường giả trí tôn sáng chế, giá bán 300 V linh trị, Bắc Thương Linh Viện sở hữu. Quế. Mục Trần tròn mắt hít sâu một hơi, khoái mắt giật giật. Linh quyết thần cấp. Trong linh trị điện này còn có bán cả linh quyết thần cấp, tim đập thình thịch, lát sau hắn mới bình tĩnh lại được. Đa số vật phẩm ở Linh Trị Điện đều do đệ tử bán ra, nhưng có vài thứ thuộc sở hữu của Bắc Thương Linh Viện, như quyền linh quyết thần cấp này, hẳn nhiên nếu là đệ tử sở hữu, nếu không phải không thể sử dụng, chắc chắn sẽ không đem ra bán. Bảo bối đẳng cấp này ai mà không động tâm, bất quá giá cả khiến hắn chỉ biết ôm hận, ba không không về Linh Trị, cái giá khủng bố như thế, trong Bắc Thương Linh Viện ai có khả năng mua được đây, mục trần méo mặt lắc đầu, cái này chắc là Bắc Thương Linh Viện cố ý lấy ra để kích thích người ta đây mà để cho người ta thấy, chứ chẳng ai mà mua nổi. Mục Trần tiếp tục xem tới, mà càng xem nhiều, những vật phẩm đẳng cấp khủng bố càng nhiều hơn, giá cả cũng khiến hai mắt Mục Trần sám ngoét Cửu Long Thông Thiên Trận, trận đồ cấp 6, giá bán 350 năm linh trị. Tinh phách thượng cổ kim ô, linh thú thiên giai trung phẩm, địa bảng. Vạn thú lục bài danh 34, giá bán 400 vê linh trị. Cửu đỉnh thần giáp, linh cụ tuyệt phẩm, khả năng phòng ngự một kích toàn lực của cường giả hóa thiên cảnh giá bán 330V linh trị. Mỗi một thứ đều là kỳ chân bảo vật, chạy qua trước mắt khiến hắn khó mà giữ bình tĩnh, còn cái giá bên dưới thì khiến hắn hết hồn cắn răng. Không hổ là Bắc Thương Linh Viện A, cũng chỉ có bọn họ mới có thể lấy ra nhiều bảo bối như vậy. Mấy thứ này bỏ vào bất cứ đâu ở Đại Thiên, thế giới chắc chắn cũng tạo nên một hồi tranh đoạt điên cuồng, nhưng lúc này lại trở thành thủ đoạn kích thích đệ tử cái quốc kiếm linh trị. Mục Trần gượng cười, hắn tiếp tục xem, tiếp tục thấy những thứ kích thích quá đáng, lát sau hắn định dừng lại, thì hai mắt đột nhiên co lại. Tầm mắt hắn nhìn lên một góc bức màn hào quang, bên đó không có hình ảnh vật phẩm gì cả, chỉ có mấy chữ ngắn ngủn. Tuy vậy, nó lại khiến trái tim Mục Trần ra tốc đập nhanh chưa từng thấy, ngay cả khí hải cũng trở nên bạo động sôi trào. Tinh huyết Bắc Minh Long Côn, thần thú trấn viện, thần hiệu rèn luyện khí lực, tẩy tủy phạt cốt, người hấp thu sẽ cải thiện thể chất hoàn toàn, thân thể mạnh mẽ như linh thú, giá 700 V linh trị. Tinh huyết Bắc Minh Long Côn. Mục Trần thì thào lẩm bẩm, đó không phải là thứ cửu u tước tha thiết ngày đêm mơ ước đó sao? Chỉ cần có nó thứ này, cửu u tước có thể phá tan giảng buộc, trở thành sinh vật siêu cấp không kém bắc minh long côn. Trong khí hải của mục trần, linh lực kinh người gào thét, cửu u tước vốn nhàn nhã lười biếng nằm chơi trên đóa hoa ma đơ lơ bất thình lình bật dậy, đôi mắt hắc viêm kích động cuồng hỉ. Mục trần, mục trần, tìm được rồi, lấy nó đi, lấy nó đi, cửu u tước chuyển ý niệm vào đầu, cái vẻ thất thố điên cuồng như thế Mục Trần từ khi gặp nó mới thấy lần đầu tiên. Mục Trần bất đắc dĩ cười, hắn cũng muốn lấy giúp nó, nhưng mà, ngươi cũng phải xem cái giá ác độc cắt cổ đó chứ. 700 với linh trị tròn chính đó a, à, bác Bắc Thương Linh viện có ai mua nổi không? Chương 159, trùng kích thần phách bảng. Linh lực cuồng bạo dậy sóng trong khí hải của Mục Trần, Cửu U Tước với đôi mắt hắc viêm kích động đứng ngồi không yên, cảm xúc của nó mãnh liệt đến mức Mục Trần chưa cần vào trong vẫn cảm thấy rõ ràng, ngươi đừng vội mừng a à. mục trần cười khổ nói ta đã hứa nhất định sẽ kiếm tinh huyết bắc minh long côn cho ngươi ta chắc chắn sẽ hoàn thành nhưng chúng ta cũng phải kiên nhẫn một chút nhìn xem hiện thực một chút được không ngươi không thể nào ép ta đi chém giết cướp đoạt được đâu nghe mục trần nói cửu u thức mới bình tĩnh lại một chút hắc viêm hừng hực trên người mới chậm rãi giảm lại nó vỗ cánh nói nhưng ngươi nhất định phải giúp ta có được nó bây giờ ta chỉ cần có nó thức tỉnh huyết mạch hoàn tất tiến hóa phá vỡ ràng buộc Mục Trần gật đầu, cười nói, yên tâm đi, chúng ta đã kết nối huyết mạch, ta đương nhiên sẽ toàn lực giúp ngươi. Nói xong, hắn nhìn lại giá bán Bắc Minh Long Côn, không khỏi lắc đầu. 700 với linh trị, gom góp bao lâu mới đủ được a? À? Bất quá ngẫm lại, tinh huyết Bắc Minh Long Côn quý giá cỡ nào chứ? Nếu cứ thế mà dễ dàng lấy được, thật sự cũng quá ngây thơ đi. Thứ này chỉ có thể từ từ mà lấy thôi. Cộc cộc, phía cửa vang lên tiếng gõ. Mục Trần ngẩng lên liền nhìn thấy cô gái váy đen đang dựa vào cánh cửa, thân hình thon thả mềm mại, vòng eo mảnh khảnh, tóc đẹp như suối bạc thả xuống theo ánh mặt trời ngoài cửa chiếu vào, dung nhan tuyệt sắc thoát tục, đẹp không nói hết. Mục Trần nhướng mày tròn mắt nhìn thiếu nữ tuyệt sắc, hơi thất thần. "Nhìn cái gì đó?" Lạc Ly đến trước mặt hắn, khẽ cười, "Ta vẫn cảm thấy rất may mắn, ngày đó trong linh lộ lần đầu tiên nhìn thấy nàng mà mềm lòng tương trợ." Mục Trần mỉm cười, đôi mắt đen nhìn kỹ từng đường nét tinh tế trên gương mặt xinh đẹp kia nếu không thời gian sau này sẽ cô tịch thế nào cũng chẳng biết được vậy là tình cảm lúc đầu ngươi còn không muốn cứu ta lạc ly dịu dàng lung linh nhìn hắn mục trần cũng bất đắc dĩ linh lộ là một nơi quá tàn khốc sự nhân từ chính là lưỡi dao bén giết chết bản thân bất cứ lúc nào việc đó cũng không trách hắn được sau đó đuổi giết ta nửa năm không lẽ còn chưa hết giận lạc ly cười khúc khích đôi mắt lưu ly tĩnh lặng trở nên dao động vui vẻ mục trần cảm thấy may mắn nàng sao lại không như thế từ ngày đó cuộc sống đơn điệu của nàng có thêm nhiều màu sắc dù trách nhiệm cũng tăng lên nhưng nó khiến cho nàng chờ mong mong mỏi đến thời điểm gặp lại hắn thôi đừng tám chuyện linh tinh nữa nói chính sự với ngươi đây lạc ly nghiêm lại nàng nói đại hội tân sinh một tháng nữa ngươi sẽ giao chiến với dương hoàng ừ mục trần gật đầu hắn chẳng thể ơi nổi dương hoàng tên kia là đồng lõa với câu huyền trong linh lộ chuyện ngày trước chắc chắn hắn cũng có nhúng tay vào bây giờ gặp lại trong bắc thương linh viện đâu thể nào mục trần lại buông tha cho Dương Hoàng không dễ đối phó, hắn bây giờ cũng là Dung Thiên cảnh sơ kỳ, bản thân còn có linh mạch địa cấp. Hắn mà sử dụng đến nó, trong vòng Dung Thiên cảnh sơ kỳ chắc chắn là vô địch." Lạc Ly nói, "Còn nữa, theo ta biết, Dương Hoàng có được tinh phách thượng cổ hổ giao, chiến lực lại được tăng phúc, do vậy nếu hắn dốc toàn lực cũng thừa sức đánh thoải mái với cường giả Dung Thiên cảnh trung kỳ." Địa bảng vạn thú lục bài danh 50, linh thú thiên giai trung phẩm, thượng cổ hổ giao, Mục Trần trợn mắt, thần sắc trịnh trọng lên nhiều. Tên, Dương Hoàng này đúng là không phải kẻ tầm thường, chiến lực như thế khiến cho Mục Trần cảm thấy không ít áp lực. Với khả năng hiện tại của Mục Trần, nếu sử dụng sức mạnh cộng hưởng của cử u tước, thì cũng có thể chiến đấu với đối thủ dung thiên cảnh sơ kỳ, nhưng nếu là dung thiên cảnh trung kỳ, thì có hơi miễn cưỡng quá. Nếu mượn sức mạnh hoàn toàn của cử u tước, đánh bại dung thiên cảnh trung kỳ cũng không khó, nhưng đó là sát trước cuối cùng, Mục Trần cũng không muốn dựa dẫm quá nhiều vào ngoại lực. Dù cho hiện tại đã kết nối huyết mạch với cửu u tước, nhưng mượn dùng ngoại lực quá nhiều sẽ khiến bản thân ỉ lại không có ích lợi cho việc tu luyện bản thân người trong tay cũng có không ít thủ đoạn nhưng dù sao linh lực yếu mỏng hiện tại cũng chỉ có thực lực thần phách cảnh trung kỳ tranh lệch với dương hoàng quá lớn một tháng nữa giao chiến càng phải chuẩn bị nhiều hơn ít nhất trong một tháng tới phải tăng thực lực lên thần phách cảnh hậu kỳ lạc ly nghiêm mặt phân tích mục trần gật đầu chiến lực hiện tại có thể sánh với dung thiên cảnh sơ kỳ nhưng chân thực lực chỉ là thần phách cảnh trung kỳ đó là bất lợi rất lớn nhưng muốn trong một tháng nữa tăng lên thần phách cảnh hậu kỳ cũng không hề đơn giản. Muốn trong một tháng tăng cấp, thật ra không phải không thể, nhưng phải cần một thứ khác trợ giúp. Lạc Ly mỉm cười, thình lình linh trị bài hiện ra trong tay, hào quang hóa thành bức màn sáng, ngón tay tinh tế của Lạc Ly lướt qua, chợt dừng lại ở một dòng chữ sáng rực. Mục Trần liền chú ý vào đó. Thần phách đan, một đan dược có tác dụng rất lớn đối với cường giả thần phách cảnh, hỗ trợ đột phá tăng cấp. Dược lực cuồng bạo, nếu không thể luyện hóa hoàn toàn sẽ khiến linh lực trong cơ thể bị tổn hại, giá bán 20.000 linh trị. Nếu ngươi có thể mua được một quả thần phách đan, hẳn tháng sau sẽ đột phá thần phách cảnh hậu kỳ, còn cái vấn đề dược lực cuồng bạo thì đơn giản, Mục Lăng đạo sư có nói rồi, trong lôi vực có thiên lôi vô hạn, có hiệu quả rèn luyện linh lực, ngươi vào đó sử dụng thần phách đan, hẳn có thể nhờ thiên lôi lực hấp thu hoàn mỹ. Lạc Ly cười nói, xem ra nàng đã suy tính kỹ càng vấn đề này rồi. Mục Trần gật đầu, thần phách đan đối với hắn hiệu quả không tồi, đan dược quý hiếm bậc này ở Bắc Linh Cảnh e rằng không thể có được. Nhưng bây giờ còn có một vấn đề duy nhất. Lạc Ly gõ gõ ngón tay sinh vào những chữ cuối, một khỏa thần phách đan cần đến 20.000 linh trị, ta hiện tại chỉ có 11.000, còn ngươi thì còn khoảng 4.000, hai chúng ta có gộp lại cũng không đủ. Lạc Ly khổ não nhìn hắn. Cả hai đều mới chân ướt chân giáo bước vào Bắc thương linh viện, chẳng biết được nhiều cách cày ải linh trị, thành ra chuyện này lại rất đau đầu. Linh trị, mục trần cau mày, chợt cười nói, cũng không phải không có biện pháp hà lạc ly ngạc nhiên nhìn hắn không rõ lắm hắn đang nghĩ cái gì mục trần cười nắm tay lạc ly kéo đi đi theo ta lạc ly thấy hắn lại động tay động chân cũng đỏ mặt nhưng cũng không từ chối dù sao ở đây cũng chẳng còn ai mục trần kéo nàng lạc ly lên đỉnh tiểu lâu cát nhìn vào không trung xanh thẳm một góc bắc thương linh viện hiện ra trong tầm mắt hắn nhìn lên tòa núi hình dạng thần điều kia chính xác hơn là phía bên trái của quả núi tấm bia đá thần phách bảng Mục Lăng Đạo Sư có nói, chỉ cần xếp vào những hạng cao của thần Phách Bảng, đều sẽ được thưởng linh trị mỗi ngày. Ngươi muốn thử tiến vào thần. Phách Bảng, Lạc Ly ngạc nhiên khẽ hỏi. Mục Trần gật đầu. Cũng là biện pháp tốt, thực lực hiện tại của ngươi hẳn có thể xếp vào 10 hạng đầu, nhưng như thế cũng sẽ đắc tội mấy tên lão sinh kia. Lạc Ly phân tích, nàng hiện giờ đã là dung thiên cảnh, đã không còn tư cách xếp hạng ở thần Phách Bảng nữa, còn thực lực vẫn chưa đủ để leo lên xếp hạng thiên bảng, cũng thật khó cả hai đầu chỗ đó là địa bàn của tân sinh, bọn họ chiếm cứ như thế cũng là quá lắm rồi, và lại sợ đầu sợ đuôi không phải phong cách của ta. Mục Trần cười cười, Bắc thương linh viện cạnh tranh mãnh liệt, bất luận là bây giờ hay sau này, đều sẽ ảo ảo cạnh tranh, nếu lùi một bước thì còn gì thú vị. Hắn đến Bắc thương linh viện cũng không chỉ là học tập xuông. Người cũng thật không an phận, mới vào Bắc thương linh viện chưa được một ngày lại làm cái chuyện này. Lạc Ly nhách miệng cười, nàng cũng thừa sức đoán được những chuyện sắp xảy ra, nó cũng không đơn thuần là xôn xao vì vấn đề xếp hạng thay đổi, mà chính là khiêu chiếu lão sinh. Có lẽ nhiều năm qua cũng chưa từng xuất hiện sự tình tân sinh vừa đặt chân, vào cổng đã khiêu chiến đá lão sinh xuống khỏi thần phách bảng. Ta cũng buộc lòng phải làm thế thôi, hai ta vì mua cái thần phách đan kia mà phải táng ra bại sản, ai còn quản bọn họ cái gì uy nghiêm hay không uy nghiêm. Mục Trần cười lớn, bàn tay nắm lại, linh trị bài lơ lửng trước mặt. Mục Trần nhìn chằm chằm linh trị bài, ánh mắt nghiêm trang, bàn tay vẫn nắm chặt linh lực hùng hồn như sóng nước ảo ạt tuôn ra khiến không khí sao động nổi gió quang luân linh lực trong khí hải lóe lên thần phách đang ngồi xếp bằng cũng phát sáng rực rỡ thúc giục linh lực trong người lên cực hạn ẩm linh lực hắc ám như hồng thủy đen lao ra khỏi nắm tay mang theo tiếng chấn động dữ dội hóa thành dòng thác lũ đen ngòm đánh vào linh trị bài o oang một âm thanh trầm thấp vang ra trong khu vực tân sinh tia sáng phóng lên cao thình lình thu hút chú ý của mọi người đám tân sinh kinh ngạc ngẩng lên thấy chùm sáng đó xẹt qua chân trời, bắn tới tấm bia đá vinh quang của Bắc Thương Linh Viện. Chương 160, Thần Phách Bảng Đệ Tam. Véo, chùm sáng rực rỡ như sao xa xẹt qua chân trời, để lại một cái đuôi ánh sáng tuyệt đẹp, ngang dọc không trung Bắc Thương Linh Viện, cuối cùng xông tới tấm bia đá chọc trời Thần Phách Bảng. Đùng. Ngay lúc đó, mọi người đều thấy rõ Thần Phách Bảng thượng phát ra ánh sáng chói mắt, kim quang từ bên dưới cấp tốc chạy lên cao chỉ vài giây ngắn ngủi đã lọt vào top 10, qua, trong Bắc Thương Linh viện liền vang lên những tiếng xôn xao. Dù rằng thần phách bảng chỉ là bảng xếp hạng sơ cấp của Bắc Thương Linh viện, nhưng top 10 bình thường rất ít thay đổi, vì những người đó tuy xếp hạng ở thần phách bảng, nhưng lại là cường giả dung thiên cảnh chân chính. Chẳng biết lần này là ai lại đột phá đến dung thiên cảnh vậy nhỉ? Ha ha, cái bọn kia lúc nào cũng thế, chẳng bao giờ cho đám tân sinh một chỗ cả. Người trước kia cũng không phải vậy à đám tân sinh cao ngạo lắm, phải mài từ từ mới được. Hứ có bản lĩnh thì lên thiên bảng ấy, một cái thần phách bảng thì hay ho gì, mấy tên đó ra mặt cũng ít có dày quá. Thần phách bảng top người thay đổi cũng khiến không ít lão sinh Bắc Thương Linh Viện chú ý, những tiếng bàn tán vui vẻ khắp nơi, bất quá ai cũng nghĩ rằng kẻ vừa vọt lên kia chắc chắn, cũng là một lão sinh vừa đột phá dung thiên cảnh. Thế nhưng trong mắt của vô số sự chú ý, luồng kim quang kim chậm rãi nhích lên từng bậc. Hạng 9, hạng 7, hạng 5, hạng 4, vô số người nhìn thấy cảnh tượng đó lại bất giác giật mình kinh dị tuy rằng thần phách bảng chỉ là bảng xếp hạng sơ cấp nhưng mấy kẻ chiếm cứ ở đó lâu như vậy cũng không phải không có bản lĩnh đặc biệt là ba thứ hạng đầu thần phách bảng những kẻ đó trong đẳng cấp dung thiên cảnh hiện tại cũng có một chút danh tiếng nửa năm nay đều chẽm trệ trên vị trí đó hầu như chẳng ai cả gan đá họ xuống nhưng hiện tại những ánh mắt tập trung vào luồng kim quang đó đang dừng lại ở vị trí thứ bốn khá lâu rồi bất chợt lúc lắc dao động kim quang bừng lên, tiến thêm một bước chiếm giữ vị trí thứ ba. Ngay lúc đó, cái tên vốn đang đứng ở vị trí thứ ba liền lóe lên rồi biến mất. Bình thường nếu đúng theo quy luật, một ai đó bị vượt hạng thì cái tên đó sẽ bị hạ xuống một bậc, chứ không biến mất. Nhưng kẻ đứng hạng ba này hiện giờ thực lực đã tiến vào dung thiên cảnh từ lâu, thành ra đã không còn tư cách được xếp hạng lại ở thần phách bảng, do đó liền bị xóa điều, tiểu tử Mạch Luân bị xóa tên rồi à? Ha ha! tội nghiệp chưa kìa, vốn mỗi ngày ở hạng 3 còn được 1.000 linh trị miễn phí, bây giờ không cánh mà bay mất rồi. Vài kẻ hả hê cười nói ngạo cái tên vừa biến mất, rồi cũng chăm chú nhìn lại luồng kim quang kia, chờ đợi nó tan đi, lộ ra cái tên vừa gây ra chú ý. Thần phách bảng hạng 3, mục trần, bắc thương linh viện tu hành, một ngày. Quác, không khí trong bắc thương linh viện đột nhiên mất đi sự huyền náo. Yên tĩnh lạ thường, cả lão sinh lẫn tân sinh đều ngẩn ngơ nhìn lên thần phách bảng. Tu luyện Bắc Thương Linh Viện mới một ngày, không phải là tân sinh vừa vào Bắc Thương Linh viện buổi sáng hôm nay đó chứ? Một tên tân sinh, vậy mà cũng dám chiếm giữ vị trí đá lão sinh trên thần phách bảng đi xuống. Bắc Thương Linh viện chỉ im lặng chốc lát, liền ầm ầm náo nhiệt còn hơn trước, cái chuyện này bao nhiêu năm rồi chưa bao giờ thấy xuất hiên a. À? Mục Trần kia lai lịch thế nào vậy? Trong giới tân sinh chắc cũng có chút bản lĩnh chứ? Hay là hắn cũng vừa may hôm nay đột phá đến dung thiên cảnh? Ha <laughs> ha, thú vị, thú vị. Cái tên mạch luân kia cũng không phải đèn dầu sắp tắt. Với tính cách đố kỵ của hắn, e rằng không bỏ qua đâu nha. Tân sinh mục trần dám xóa tên hắn, nhục này làm sao mà hắn chịu. Đúng rồi, với lại mấy thằng hạng 4 đến hạng 10 nữa đó, có lẽ cũng chẳng dễ chịu gì đâu. Mục trần kia cũng gan góc đấy chứ nhỉ. Vô số người bàn tán về sự kiện nổi bật ở ngày đầu tiên tiếp đón tân sinh này, cũng không ít người tỏ ra ủng hộ hành động đó của mục trần. Động tĩnh trên thần phách bảng dĩ nhiên cũng không tránh khỏi sự xôn xao trong giới tân sinh, bọn họ đều kinh ngạc nhìn cái tên trói mắt trên đỉnh thần phách bảng kia có những người nghe rất xa lạ nhưng cũng không ít người quen thuộc cái tên đó nhưng không có ai ngờ hắn lợi hại như vậy vừa mới bước vào bắc thương linh viện liền tạo ra một hồi xôn xao khu tân sinh phía bắc trên một lầu cát dương hoàng xếp bằng tu luyện cũng đang mở mắt chăm chú nhìn vào kim quang lập lòe đang chiếm cứ vị trí thứ ba thần phách bảng ánh mắt lạnh lùng dán chặt cái tên khiến hắn cảm thấy không thoải mái cái tên đó quả thật có chiến lực ngang ngửa dung thiên cảnh sơ a khó trách lại có thể giành lấy danh hiệu người ưu tú nhất ở tòa bắc thương giới của hắn bản lĩnh cũng có một chút bất quá cũng thật không biết điều mà khiêm tốn chút đi mấy tên tóc người thần phách bảng đâu có ăn chay đâu chứ dương hoàng cười lạnh bọn kia đều có thực lực dung thiên cảnh thực sự mục trần rất biết cách tự tìm phiền toái thôi kệ cứ cho ngươi đắc ý chút đi một tháng sau trên đại hội tân sinh ta sẽ cho ngươi thấy rõ cách biệt hiện tại của ta và ngươi lớn như thế nào dương hoàng siết chặt nắm đấm đôi mắt sắc bén lạnh lùng vô cùng có Dương Hoàng ta ở Bắc Thương Linh Viện, Mục Trần ngươi đừng mơ có cơ hội ngóc đầu lên. Hai khu tân sinh khác, băng thanh và mộc khuê cũng không khác, bị thu hút bởi cái tên quen thuộc trên thần phách bảng, đôi mắt cũng lóe ra những ánh sáng kỳ lạ. Hạng 3, Mục Trần nhìn vị trí cuối cùng của hắn ở thần phách bảng, miệng cười cười. Thứ tự này cũng hơi vượt dự kiến bản thân, vốn nghĩ quá lắm là lên hạng 5 mà thôi. Lần này thúc giục linh lực thật ra vẫn còn khống chế, nếu mà bùng nổ hết chắc cũng có thể phá luôn đỉnh cấp, Mục Trần cười cười bắt đầu ba hoa với Lạc Ly, bất quá nếu làm như thế, trực tiếp hạ bệ toàn bộ lão sinh, e rằng gây chú ý quá lớn. Xem thử có bao nhiêu linh trị rồi, Lạc Ly hỏi. Mục Trần lật tay, linh trị bài xuất hiện trong tay, hào quang ngưng tụ, hóa thành một con số. 24.100 điểm linh trị. Mục Trần nhìn con số trên linh trị bài mà le lưỡi, thở vào một hơi. Xông lên hạng 3 thần phách bảng, hắn được thưởng những 2 v linh trị, vừa đủ mua một viên thần phách đan. Ây ra, xem ra phải bận rộn đi linh trị điện mua thần phách đan rồi lại còn phải chui vào lôi vực một chuyến sau đó phải đột phá thần phách cảnh hậu kỳ rồi a à. mục trần nhe răng cười nói với lạc ly lạc ly khẽ cười gật đầu mục trần ngẩng lên nhìn lại thần phách bảng kia hắn bây giờ cần phải mau chóng tăng thực lực những thiên tài lợi hại ở bắc thương linh viện này nhiều lắm hôm nay lại tạo nên một chuyện lớn thế này nếu không mau chóng thì phải ăn khổ không ít thực lực vi tôn a à. không đủ thực lực mà chiếm vị trí cao như thế Kết quả chỉ là rước lấy nhục. Một nơi mây mù lượn lờ, có vô số những khối đá lơ lửng, bề mặt rộng chừng vài trượng, cũng đủ cho một người tu luyện trên đó. Lúc này đây trên những khối đá, đó có rất nhiều người đang ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm chặt, linh lực quanh thân cuồn cuộn, sương mù dao động nhẹ nhẹ quanh người rồi theo hơi thở chui vào cơ thể. Đám sương mù này không ngờ chính là linh khí thiên địa cực kỳ dày đặc mà thành hình. Linh khí ở đây lại hùng hậu đến mức độ không tưởng. Trên một khối đá bằng phẳng sâu trong đám sương mù, một người đang ngồi xếp bằng đột ngột mở mắt, bộ đồng phục rộng thùng thình, đầu tóc xõa ra, hơi thở nặng nề, linh lực quanh người khá mạnh mẽ. Hắn trợn tròn đôi mắt, tay siết lại, linh trị bài hiện ra, một hào quang sáng lóe lên, sắc mặt hắn trở nên u ám. Mục Trần, một tên tân sinh vừa tới Bắc Thương Linh Viện cũng dám xóa tên ta khỏi Thần Phách bảng, thanh niên nọ cực kỳ tức giận, hắn cũng không phải giận vì một nghìn linh trị mỗi ngày của Thần Phách bảng, nếu là một tên lão sinh nào đó thì hắn cũng không mấy để ý làm gì nhưng một tên tân sinh vừa vào linh viện chưa tới một ngày, cả chân còn đứng chưa vững đã dám đá hắn xuống, cái này chính là nhục A. À. Nếu để yên, sau này không ít người sẽ cười nhạo hắn. Đó là sự khiêu khích đến uy nghiêm của hắn. Đáng chết, thanh niên nọ nghiến răng, xem ra không thể để yên được, dù cho có đánh tên tân sinh kia bò lăn bò càng, cũng không lấy lại vị trí thần phách bảng được, nhưng ít ra mặt mũi danh tiếng sẽ không mất. Ta muốn nhìn xem tân sinh, như ngươi có năng lực gì mà vừa đến Bắc Thương Linh Viện đã kiêu ngạo như thế nếu không ai dạy dỗ ngươi thì mạch luân ta sẽ cho ngươi biết thế nào là tôn trọng học trưởng gần từng tiếng một hắn lại chậm rãi nhắm mắt trong lòng đã quyết tâm ngày mai sẽ tạm dừng tu luyện đi tìm tên tân sinh kiêu ngạo kia mà cho hắn biết một chút lễ độ